Hôm nay chúng ta gặp nhau Minh Thiền kể đại chúng nghe vài câu chuyện về người đã mất. Nó mang tính chất là ma mị và không bắt buộc đại chúng phải tin. Minh Thiền cũng không nói là chuyện có hay không, nhưng được một số Phật tử chia sẻ thì Minh Thiền chia sẻ lại cho đại chúng nghe. Và sau đó chúng ta nói với nhau một câu chuyện đạo lý. Và thưa trước đó là những câu chuyện kể về người âm không mang tính chất hù dọa, nhưng để chúng ta cùng nghe, chúng ta cùng tư duy. Chiều nay có một Phật tử ở Đà Nẵng điện thoại nói: thưa Thầy, nhờ Thầy chỉ cho con cái cách làm sao để hóa giải. Minh Thiền hỏi: hóa giải chuyện gì? Phật tử trình bày: ở sau vườn nhà con có một cái giếng, mà cái giếng này là cái giếng cổ, nó có rất nhiều năm rồi. Nhưng 10 năm gần á là không có ai đếm xỉa quan tâm tới nó. Nghĩa là trước đây người ta cũng có sử dụng nước ở trong cái giếng ấy để tiêu dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng 10 năm trở lại đây người ta không sử dụng nữa, người ta bỏ hoang phế, cỏ mọc đầy. Gần đây thì nội con muốn sửa sang lại nhà, muốn sang bằng, dọn lại khu vườn phía sau cho sạch sẽ. Ông nội con chủ trương cho lấp bỏ cái giếng đó. Thưa Thầy, thì ông nội con quyết định cho người lấp giếng. Không bao lâu sau, ông nội con đang khỏe mạnh như vậy tự nhiên ngã ra chết. Và bà nội con cũng không lâu sau đó, chỉ vài tháng, bà nội con cũng y như ông nội con ngã ra chết. Những người mà liên quan đến cái việc lấp cái giếng thì luôn gặp những cái nạn, cái tai, cái ách như thế này thế khác. Nhà con sợ quá, có đi coi thầy phong thủy. Thầy phong thủy dạy là bây giờ phải đào đất lên, đặt một cái ống lớn cho nó thông từ ở dưới đó lên. Tụi con cũng có làm theo, nhưng vẫn không an tâm, vì thấy trong gia đình vẫn bất an, mọi chuyện nó không có ổn như trước đây. Nhờ thầy giúp giùm, thầy hóa giải giùm. Thiền nói: tôi không biết mấy cái này, nó không lĩnh vực của tôi. Chẳng hạn nhờ tôi tụng bài kinh cầu an thì tôi tụng được, nhờ tôi tụng bài kinh cầu siêu tôi làm được, còn nói cái chuyện để chỉ cách hóa giải như này là làm không được. Mình biết gì đâu mà làm. Minh Thiền hỏi: vậy trước khi lấp cái giếng có cầu cúng, có xin xỏ gì không? Gia đình nói không. Nhờ thầy giúp giùm, thấy năn nỉ quá Minh Thiền mới bài thế này: thỉnh những bậc thầy có đức độ, có đạo hạnh đến nhà thiết một cái lễ cầu siêu cho chư vị hương linh của quyền thất tổ, chư vị hương linh ở trong cuộc đất đó. Rồi sau đó nhờ quý ngài lập một cái bài vị mời chư hương linh về chùa để tá túc, để nghe kinh, để tu tập. Cách thứ nhất. Cách thứ hai: chọn một góc nào đó sau vườn, lập một cái trang hoặc một cái miếu nhỏ thờ cúng hoa quả, lập bài vị thờ các vị. Hương khói hằng ngày phải thành kính hết mực. Bên cạnh đó, những người trong nhà phải siêng năng làm những việc thiện lành để cầu nguyện cho tất cả các vị hương linh ở trong cái khu đất đó. Nói tới đây thì Phật tử đó mới nói thêm: dạ thưa Thầy,
ở khu đất nhà con có một cái bụi tre mà trước đây có một ông lính, ông chết ở bụi tre. Nhiều người thấy và con cũng là người thấy, kể cả trong giấc mộng ông báo cho con biết là nhà của tôi ở đó, không được sang lấp, không được đụng tới nhà của tôi. Bây giờ chúng ta nói với nhau câu chuyện thứ nhất, mình không phán xét, nhưng Minh Thiền thưa với đại chúng thế này. Trước khi làm cái việc gì đó, hoặc là sửa sang nhà cửa, hoặc là xây dựng nhà, hoặc là các vị lấp giếng, các vị chặt phá cây cỏ, các vị nên làm một cái lễ có hoa quả, nhang đèn, có bánh, có trà, có thức ăn. Các vị trước là các vị hướng tâm về Tam Bảo, nếu là Phật tử phải hướng tâm về Tam Bảo, cầu xin Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho cái việc chuẩn bị con làm. Thứ hai là phải hướng tâm cúng chư vị thánh thần thổ địa nơi đó. Thứ ba là phải hướng tâm để cúng, để xin các vị khuất mặt, khuất mại ở nơi đó. Chúng ta nhắc lại, Nguyễn Công Trứ là một người phàm thôi, nhưng ông đã từng nói: ngã kim nhật tọ tại chi địa, cổ nhân tằng tiên chi ngã tọ chi, ngàn muôn năm âu cũng thế ni, ai hay hát, ai người đang nghe hát. Có nghĩa là cái chỗ của chúng ta ngồi hiện tại đó, trước đây đã có người ngồi, và cũng có thể nói cái chỗ chúng ta ngồi hiện tại nó là mồ chôn của bao người đã nằm xuống. Trăm năm, ngàn năm đi qua, mưa gió và cát bụi của thời gian, nó làm cho thân xác họ tiêu tan, nhưng chỗ ngồi, chỗ nằm, chỗ ở của họ vẫn ở đấy. Thế cho nên bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta nằm đều trên xác chết, đều trên mộ, đều trên nhà của những người cổ xưa hết. Nên chúng ta làm việc trong bóng tối, làm việc một mình biết, mình nghĩ rằng không ai hay, không ai biết. Nhưng xin thưa, ngoài Phật, ngoài trời đất, ngoài mình biết, còn có những vị khuất mặt, khuất mài biết nữa. Cho nên phải thận trọng hết. Dù ở chốn đông người hay ở chỗ một mình, cũng phải giữ thân đoan chánh, giữ tâm luôn lương thiện. Chứ không phải chỗ đông người thì mới thể hiện cái sự tốt lành, còn chỗ không có người thì mặc tình phúng túng bung lung. Nên thận trọng hết sức. Nên qua câu chuyện này, Minh Thiền khuyên đại chúng một điều rất nhỏ. Trước khi làm những việc mang tính trọng đại hay chỉ là những việc nhỏ nhặt bình thường, mình đã là người con Phật thì lúc nào cũng hướng tâm về Đức Phật, cầu xin Đức Phật chứng minh và gia hộ cho việc chúng ta chuẩn bị làm. Điều thứ hai là phải luôn ban thí cái ân lành của mình đến các vị khuất mặt khuất mài, tức là người cõi âm, bằng cách thể hiện đó là cúng cho người ta, dâng cho người ta những thực phẩm. Mình cúng, mình xin. Bây giờ Minh Thiền nói thí dụ, mình mua một cái ngôi nhà, đừng có đùng đùng cái dọn về nhà đó ở liền. Coi chừng vô ở thế nào cũng bị ngủ, cũng bị đè, hoặc là bị bóp cổ, bị giật chân, bị kéo tóc, bị khều lỗ tai, bị bóp mũi, vân vân và vân vân. Nên trước khi dọn về đó ở, là Phật tử chúng ta thỉnh quý thầy tới làm một cái lễ an vị Phật, tức là thỉnh Phật về nhà để thờ. Nếu là Phật tử thì trong nhà lúc nào cũng phải có một bàn thờ Phật, thỉnh Phật về thờ. Trong cái lễ an vị đó, thỉnh quý thầy làm một cái lễ cúng thí thực
trước cúng chư vị thánh thần, kế đến cúng chư vị khuất mặt khuất mài ở cuộc đất, ở căn nhà và ở xung quanh nơi đó. Như vậy trong một buổi lễ, nhưng ta thể hiện được lòng hiếu thảo của người con Phật và thể hiện được đức tính từ bi của người con Phật đối với những chúng sinh khuất mặt khuất mài. Nên Minh Thiền hay nói Phật tử, kể cả khi các vị đi trên đường, giá như mà nó muốn gửi tình yêu của mình vào đất, nó mà tiểu có chuyện nổi đó. Nói gửi tình yêu vào đất là nói văn hóa, nói văn chương cho vui thôi. Giá như đang đi trên đường đi công việc mà tiểu quá đi, muốn đi vệ sinh quá, các vị làm sao? Ngừng xe lại, nhảy vô bụi cây à, cái đi thôi à? Không. Chúng ta đến chỗ nào đó, nếu là gốc cây, chúng ta gõ vào cây. Nếu là ở một cột đất, chúng ta dậm chân ba cái, gõ vào cây hay dậm chân để phát ra tiếng động cho các vị khuất mặt khuất mài. Giá như lúc đó người ta đang ở đó, người ta biết, người ta tản đi, rồi sau đó mình mới xin: thưa với chư vị, con đi lỡ đường, nhưng con không thể nào chịu nổi nữa, mong chư vị cho con được phóng quế ở tại đây, mong chư vị tha thứ cho con. Cái chuyện này nói nghe như nó quyển hoặc quan đường và không cần thiết. Nói điều này Phật tử nói ông thầy Minh Thiện nói cái chuyện gì nó mơ hồ quá. Nên thưa, có nhiều người bị như thế. Họ thấy đất bằng, họ thấy có một cái gò đất, họ thấy có một cái lùm cây, họ nghĩ không có gì. Thưa với các vị, cái mộ của người ta, người ta không có xây cái mộ, người ta không có tiền hoặc không có thân nhân, không có người thân, không người quen biết để xây một cái mộ lên, không dựng bia, chúng ta không biết. Nhưng đó là cái mộ. Nhiều người không biết, đi trúng về bệnh. Bệnh mấy ngày liền mà đi thầy thuốc, đi bác sĩ tìm không ra bệnh. Đến chùa hỏi Minh Thiền, Minh Thiền chỉ hỏi lại là trong những ngày gần đây làm cái gì, cố gắng kể chi tiết lại tôi nghe. Nó kể chi tiết, nói là vừa rồi con có đi Lâm Đồng, hỏi trên đường đi Lâm Đồng đi về đó có ngừng lại đi vệ sinh đâu không? Kể dạ con có đi bụi, con hỏi có sinh không? Quay ngược trở lại đó, làm một cái mâm lễ có hoa quả, có trà nước, bánh mứt, đến đó cúng tạ tội đi. Coi chừng ở đó là phần mộ của người ta đó. Thật sự là như thế, đến cúng hết. Không phải là mình nói ra điều này để mình hay hay mình giỏi, nhưng đó là chuyện rất thường tình, nó rất thường tình. Ai tới nhà mình, muốn vào nhà mình lấy cái gì đó, trước hết phải chào hỏi mình, rồi sau đó phải xin mình, đúng không ạ? Còn không là phạm tội trộm, đúng chưa? Đúng, cũng thế, cũng như thế. Nên đại chúng hãy thận trọng hết sức. Qua câu chuyện này, Minh Thiền tóm ý một lời khuyên rất ngắn gọn: làm những chuyện mang tính trọng đại hay đơn giản, hãy thể hiện tâm hiếu của người con Phật, là thỉnh Phật chứng minh, thỉnh Phật gia hộ, và thể hiện đức từ bi của người học Phật, là ban thí tình thương cho chúng sinh. Câu chuyện thứ hai á, là cách nay khoảng 3 năm, có một cái cây mà nó là cây da, nó nằm ở Tây Ninh giáp với biên giới của Campuchia. Có một anh đại gia ở ngoài Quảng Nam thấy cái cây đó thích quá, muốn đưa về để ở trong cái biệt thự của mình. Thì anh mua cái cây đó cũng khá nhiều tiền, rồi nhờ người vận chuyển. Thì trên đường vận chuyển đi đó, đi về đâu khoảng tầm đến cái đoạn Xuân Lộc Đồng Nai, anh tài xế xe cẩu chở cái cây mệt quá, ghé vào một cái quán nước bên đường, dừng xe lại để nghỉ ngơi. Anh nằm xuống cái võng thì anh vừa mới thiêu thiêu, anh thấy có một bà cụ mặc một bộ đồ bộ đơn giản thôi. Bà xách một cái bị, đội cái nón lá, bà đứng ở
cái giọng của anh á, bà lai, chú ơi, chú làm ơn đừng có chở cái nhà của tôi đi đâu hết, chú ơi. Thì anh ta giật mình, anh ta thức dậy, anh ta ngồi dậy, ngồi nhìn giáo giác, ủa đâu có, đây là mình đang ở trong quán cà phê, mình đang ngủ trên võng. Thì anh nằm xuống anh ngủ tiếp, mệt quá mà lận đận cẩu cái cây từ Tây Ninh mà chạy về tới Xuân Lộc là mất ít nhất là 6-7 tiếng đồng hồ rồi, mệt quá anh nằm xuống. Anh lại thấy bà lão đó xuất hiện, bà lão đó nói rõ mồn một như thế này: chú làm ơn chú trả cái nhà lại cho tôi đi. Trước chú cũng có một người mang nhà tôi đi, tôi khuyên không nghe, bây giờ tôi bẻ chân nằm yên một chỗ rồi, tôi cũng không có muốn cái chuyện này xảy ra với chú. Chú nghe lời tôi trả cái nhà lại. Anh giật bắn người dậy, anh biết cái điều này là không có bình thường, không phải là giấc mơ bình thường. Anh móc điện thoại ra, anh gọi điện ngay cho cái ông chủ mua cây á, làm một cái hợp đồng rồi. Làm một cái hợp đồng tức là thay vì cái vận chuyển cái cây từ Tây Ninh mà ra Quảng Nam á, cái chi phí thường là chỉ tốn chừng 30 triệu thôi, nhưng mà ông chủ này trả đứt cho anh 100 triệu luôn, miễn là anh đưa cái cây đi. Anh thấy cái giá quá hời, anh thích, cho nên ông chủ bắt phải làm hợp đồng. Anh làm hợp đồng, mà nếu mà ai hủy hợp đồng là phải đền gấp đôi. Anh mới điện ngay cho ông chủ mua cây, ông hỏi: anh, trước tôi có ai đã từng chở cái cây này chưa? Ông chủ nói là trước chú thì tôi cũng có nhờ một người chở, mà tự nhiên đang chở giữa đường vậy nó ngừng lại, nó uống cà phê xong là nó bị tai biến luôn, không chở được nữa. À, đi như anh chút là bị tai biến rồi. Anh nói tôi chấp nhận đền hợp đồng của anh, mà tôi cũng khuyên anh cái cây này không có mua được đâu, anh trả lại cho người ta. Cái cây ở đâu anh đem về anh trả lại chỗ đó đi. Tôi nói trước với anh đây là nhà của người ta, không mua được đâu. Và bây giờ á, tôi chấp nhận đền hợp đồng, tôi chở cái cây này về chỗ cũ. Tôi lấy ở đâu bây giờ tôi trả về đó. Thế là ông trở về. Thưa với đại chúng, thiệt thì trước đó cũng có một người chở, xong tự nhiên ông ghé cái quán uống ly cà phê, thì vừa ngồi uống ly cà phê là bị tai biến. Đây là mà cái câu chuyện này nó quan đường quá đúng không? Cũng khó tin. Nhưng thưa với đại chúng, chuyện gì cũng có thể xảy ra hết á. Cho nên phải rất thận trọng, kính, phải hết sức kính trọng với những người đã nằm xuống. Chúng ta phần nhiều là mang tâm lý sợ hãi, vì chúng ta nghĩ ma là cái gì đó ghê gớm lắm, ma là cái gì xấu ác lắm, ma là cái gì kinh khủng lắm. Thưa, mình không gọi là ma, mình gọi là người mất, hoặc mình gọi là chúng sinh âm, hoặc là mình dùng cái từ kính trọng đối với người mất gọi là chư vị, đừng gọi ma. Tự nhiên mình đang sống sờ sờ làm người cái tắt hơi cái sầm ma, nghe nó có buồn không? Tôi mà vừa chết cái ai kêu tôi đi đám ma là thấy không được rồi đó. Cho nên mình phải hết sức kính trọng và dành tình thương cho những người đã nằm xuống. Vì sao? Minh Thiền đã từng nói, đôi khi chúng ta chưa đủ phước đức để Đức Phật và chư Bồ Tát phải theo chúng ta gia hộ, nhưng với những người âm, với chư vị đã khuất, các vị này, thế giới của chư vị cùng trong thế giới với chúng ta, nó tương thông, nó giao cảm, cho nên chư vị này là người có thể bảo hộ và thương yêu chúng ta, giúp đỡ chúng ta rất là nhiều. Có những Phật tử cũng đi coi bói, mặt mày xanh lét đến chùa: thầy ơi, thầy giúp con, thầy trục cái vong ra khỏi người con,
con thấy người con nó kỳ kỳ, cái con đi coi bói, thầy bói nói có mấy cái dòng theo. Minh Thiền vỗ tay, Minh Thiền kêu chúc mừng, như vậy là tốt. Tôi mong có cái dòng nào nó theo tôi, mà không có dòng nào theo, mà Phật tử được dòng theo như vậy là quý lắm, tốt lắm, nên mừng, nên vui, chứ không phải là nên buồn, nên lo. Vì sao vậy? Nếu có chư vị họ theo mình đó, thì tức là họ chấp nhận để làm vệ sĩ cho mình. Đại chúng thấy không? Có những ông nhà giàu, ông đi đâu cũng có 3-4 ông vệ sĩ đi theo đó, có bảo vệ đi theo hầu cận, có chuyện gì là bảo vệ nhảy ra chơi liền, tốt không? Vậy thì bây giờ tự nhiên người mình vậy mà có mấy chư vị đi theo mình, tốt quá. Mình mà ra đường có đứa nào đó nó sớm xa nó tới nó cự với mình là chư vị đục nó ngay, bẻ tay bẻ cẳng nó ngay. Mình mà chạy ra đường lỡ mà có lọt cái bánh xe, nhất định các vị cũng đỡ không để mình té. Rồi những việc mình mà chuẩn bị làm đó là các vị giúp đỡ cho thành tựu. Thí dụ như là mình đi nộp cái hồ sơ xin việc, đúng không? Cái anh chàng mà quản lý hoặc là giám đốc đó, ảnh không thèm ký vào cái hồ sơ đó, nhưng mà có cái chư vị đi theo mình là chư vị cầm tay tên đó, bắt tên đó ký, nghĩ ngon không? Như vậy thì có chư vị đi theo, có dòng theo là tốt chứ không có xấu, hoàn toàn tốt, không có xấu. Cho nên Phật tử nào mà đi coi bói hoặc đi xem quẻ đồ mà nói có dòng theo, cái ngữ này là có ông nội bà cố, có người đó theo thế này thế khác, nên mừng, không có lo, không có buồn gì hết, không có buồn, mừng. Có người theo bảo vệ mình, có người theo để hỗ trợ mình, mất gì đâu phải buồn, phải lo lắng, đúng không? Cho nên chẳng sợ, đừng sợ. Vậy thì ở câu chuyện thứ hai á, Minh Thiền khuyên đại chúng là ở trong nhà mình hay ở ngoài đường, bất kể ở nơi nào mà có những cái thân cây lớn, có những cái cây, có những cái chỗ, cái nơi như là cái miếu mà thờ ở bên đường đầu đó, mình đi đến, đi ngang những chỗ đó, nên niệm một câu niệm Phật, và nên phát khởi lời cầu nguyện là con cầu nguyện cho chư vị hương linh ở trong cái miếu này, con cầu nguyện cho chư vị hương linh ở thân cây đại thụ này được sanh về thế giới an lành của chư Phật. Đó là lòng từ bi. Như vậy thì người học Phật, người đệ tử Phật thể hiện lòng từ bi trong từng hơi thở, trong từng tâm niệm, trên mọi nẻo đường mình đi qua, trong mọi hoàn cảnh và mọi người mình gặp, thể hiện lòng từ bi của mình rất là tốt. Câu chuyện thứ ba Minh Thiền kể đó là có một chị Phật tử, mẹ của chị mất trong cái mùa Covid. Cho nên là mất trong mùa Covid thì tang lễ cũng không tổ chức được, người thân cũng không gặp được. Bị Covid khi đi thì mang cái thân 40-50kg, 60-70kg. Nhưng khi mà về thì người ta đưa cái hũ cốt như thế này về, thương tâm lắm. Mẹ chị mất trong mùa Covid cũng không tổ chức tang lễ, cũng không tổ chức kỳ siêu, không làm gì được, ở trong nhà thôi. Có một điều đó là chị nằm mơ thường xuyên thấy bà bị xiềng xích, thấy bà bị xiềng xích, khuôn mặt bà rất đau khổ mà cứ thấy hoài luôn, xuyên thấy cứ dài ba ngày lại thấy, thấy bị xiềng xích, thấy bà rất đau khổ. Lúc đó thì alo hỏi thầy ơi, con mơ như vậy đó, mẹ con có sao không thầy? Con thấy lo cho mẹ con quá. Thiền nói bây giờ á, thời gian rảnh, không có làm gì hết, ở nhà phát nguyện mỗi ngày lễ Phật thay mẹ mà sám hối. Lật cái kinh Hồng Danh ra, đọc một danh hiệu của Đức Phật
thì sướng tên của mẹ mình lên, đọc tuổi, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm tử, và nói rằng con xin thay cho mẹ con sám hối tội lỗi trong vô lượng kiếp và kiếp hiện tại mẹ con tạo, rồi lại xuống. Mỗi danh hiệu Phật tuyên xưng xong thì đều phải đọc tên của cụ bà và sám hối. Cứ liên tục như vậy. Thay mẹ mà tu tập, thay mẹ mà sám hối. Sau này hết giãn cách rồi đó, thì phát nguyện đi cúng dường Tam Bảo, đi làm việc từ thiện và phóng sanh, làm nhiều những việc công ích cho xã hội. Bao nhiêu cái việc làm tốt đó hướng tâm hết về cho mẹ, thì nhất định mẹ sẽ đón nhận được cái phước lành, cái công đức này mà siêu thoát. Thương mẹ cho nên nghe lời, siêng năng làm. Và bây giờ không có nằm mơ thấy điều đó nữa. Điều này thưa với đại chúng, mơ cũng chỉ là mơ, nhưng có khi mơ lại là thực. Có khi mình đang sống thực lại là mơ. Tôi nói trăng nói cội, ai hiểu thế nào thì hiểu. Nhưng thưa với nhau điều thế này: đời sống mà tạo nhiều phước lành chưa bao giờ dư thừa. Trăm năm làm phước, phước chưa chắc đã đủ, nhưng một ngày tạo tội thì tội đã có dư. Thế cho nên cuộc sống phải luôn thấy mình là người thiếu phước, thiếu đức, để mỗi ngày đi qua mình siêng năng tạo lập cho mình thêm nhiều phước báo và công đức. Cuộc sống phải thấy mình là người tội lỗi đầy đầu, mình là người tội lỗi ngập trời. Thế cho nên phải dè dặt, đừng bao giờ tạo dù là một tội lỗi rất là nhỏ. Nhớ kỹ hai điều này. Đời sống phải thấy mình là kẻ thiếu phước, thiếu đức, để siêng năng tạo phước đức. Đời sống phải thấy mình là kẻ quá nhiều tội lỗi để tránh đi tội lỗi, đừng tạo gây. Nhớ như vậy. Vậy thì Minh Thiền khuyên với đại chúng là đối với những người thân, là ông bà, là cha mẹ, là anh chị em, là cô dì chú bác của mình, họ đã qua đời, ta nghĩ đến họ, ta thương họ, thì bản thân chúng ta phải siêng năng tu tập và siêng năng làm nhiều cái công đức lành để gửi đến cho họ. Họ sẽ ân hưởng được, họ sẽ hưởng được, khẳng định là họ sẽ hưởng được. Còn nếu như mình thấy người thân của mình, người đã nằm xuống, một đời của họ sống không đẹp, một đời của họ sống không phước đức mà sống với nhiều tội lỗi, họ không biết quy y Tam Bảo, họ không biết làm được những điều tốt đẹp, họ sai xưa tạo tội, biết chắc là họ chết, họ sanh vào cõi đau khổ. Lúc bấy giờ chúng ta vì họ mà siêng năng sám hối tội lỗi, sám hối tội lỗi thay cho người khác. Thứ nhất, mình sám hối thay cho người khác, người khác bớt tội mà tội của mình cũng tiêu. Thứ hai, tội đã tiêu thì phước đức liền sanh. Nhớ như vậy. Nên sám hối nó có lợi ích lắm. Phải siêng năng vì người khác sám hối. Như vậy Minh Thiền kể cho đại chúng nghe ba câu chuyện về người đã khuất, về chư vị đã quá vãng. Chỉ mong đại chúng nhớ cho chúng ta làm việc gì cũng thận trọng, dù bất cứ nơi đâu cũng có người âm, cũng có chư vị đang tồn tại, đang nhìn thấy những việc chúng ta làm. Nên khi nói, khi làm, khi suy nghĩ, ở chốn đông người hay là ở chỗ một mình, cũng phải giữ thân đoan chánh, giữ tâm cho lương thiện. Về hành động, lời nói và tư duy, ba cái này ở bất kỳ đâu cũng
cũng phải quan sát nó cho thật là kỹ. Vì ngoài Đức Phật, ngoài trời đất thấy chúng ta, còn có chư vị khuất mặt khuất mày thấy nữa. Và thưa với đại chúng, Đức Phật thấy chúng ta làm sai, Đức Phật thương chúng ta nhiều hơn. Bởi vì Đức Phật là đấng đại từ bi, cho nên Ngài thấy người nào càng sai, người nào càng phạm nhiều tội lỗi thì Ngài thương người đó nhiều hơn. Thương vì nó quá ngu, vì nó quá dại, nó quá vô minh cho nên tội. Còn thưa với các vị, người âm mà thấy chúng ta làm sai, quỷ thần thấy chúng ta làm sai, các vị đó không chấp nhận đâu, không chấp nhận đâu. Các vị đó sẽ khó chịu, các vị đó sẽ bực bội. Và một khi người ta khó chịu, người ta bực bội thì có những điều không may mắn sẽ đến với chúng ta, nên hết sức thận trọng. Như thế nào gọi là sóng gió? Sóng gió chúng ta nói sóng, chúng ta chia hai từ nè, cái này hai từ ghép. Sóng thì nó có hai phương diện, sóng điện từ. Một, về vật lý gọi là sóng điện từ, về thiên nhiên gọi là sóng biển. Thì sóng là gì? Thì chúng ta chỉ khoanh vùng ở khu vực của thiên nhiên thôi. Sóng là từng cơn lăn tăn trên mặt nước. Gió là sự thay đổi của không khí. Thì bây giờ, nhưng mà hôm nay chúng ta không phải bàn về áp thấp nhiệt đới, không có bàn về thời tiết, mà chúng ta mượn chủ đề để chúng ta nói chúng ta. Sóng gió ở đây mình muốn nói là sóng gió cuộc đời. Vậy quý cô, quý chú và các bạn ở đây, chúng ta từng gặp sóng gió chưa? Gặp chưa? Hả? Có người rồi mà cứ cười cười mỉm mỉm hết rồi. Thực tế ai cũng gặp rồi. Có khi rằng là lớn cũng có, nhỏ cũng có, già cũng có, trẻ cũng có. Nói thiệt chứ, con vật nó có không? Nó gặp sóng gió không? Con vật nó cũng gặp sóng gió nữa. Những ngày mùng 3 đối với những người bên lương á, cắt cổ gà bỏ lên bàn cúng tổ tiên, đó là ngày sóng gió của những con gà đó. À, nhắc rất mới nhớ. Có nhớ một lần ở trong cái bệnh viện tâm thần, thì con gà nó bị, khi mà nó rớt xuống ao như vậy ấy, cái anh này anh bị bệnh mà, nhưng mà anh thấy thương con gà quá, nhảy xuống anh cứu con gà, anh đem lên. Thì câu chuyện đó được truyền tai đến ban quản giáo và những người xung quanh. Và lúc đó ban quản giáo bàn bạc xong, ký quyết định xong, xuống gặp anh ta và nói rằng qua hành động của anh, chúng tôi thấy rằng là bệnh tình của anh đã khỏi rất là nhiều. Với lòng thương, sự quan tâm, biết hiểu cho các con vật, cảm nhận sự đau đớn của nó, cho nên thấy bệnh tình của anh đã giảm, cho nên ban quản giáo quyết định cho anh về nhà. Nhưng mà đó là tin vui, cùng tin buồn. Tin buồn là con gà nó đi, nó dướng cái dây nó chết. Anh này trả lời không, nó không chết. Nó không phải dướng cái dây nó chết, vì nó rớt xuống ao, tôi đem lấy cọng dây quấn cổ treo lên phơi cho nó khô. Sau câu nói đó, anh ta bị lưu ban trở lại tiếp tục. Thì nó, chính bản thân nó cũng gặp sóng gió, nó cũng gặp sự khổ. Bản thân mình cũng vậy á, năm lúc 7 lớp 8 á, thấy con vịt nó bơi và nghĩ rằng là giả chăng nếu con gà nó rớt xuống nước thì sao nó biết bơi, mình phải tập cho nó bơi. Lấy cái lù ra chế nước vô, bỏ con gà, mà lúc con gà gà tơ nó mới lớn chừng chưa được 1 ký nữa, bỏ xuống lù cho nó bơi, tập cho nó bơi. Mà con gà nó bơi được không? Không bơi được, mà mình tập lặn cho nó nữa bằng cách nhấn nó chìm xuống nước. Nhấn chìm xuống dưới cho nó lặn, cho nó làm ọc xì tùm lum hết. Vì vậy cho nên không nhận riêng chúng ta đâu, chúng ta nhìn xung quanh tất cả mọi thứ, đôi khi sóng gió ập tới bất thình lình. Nếu ai đã đến đây thường xuyên thì chúng ta sẽ thấy rằng cái nhà xe chúng ta đang nằm bên nhà hàng xóm, phải không? Cũng ngày này, chủ nhật tuần rồi, một cơn, không phải một cơn sóng gió gì đâu, do chấn động gì đó hay là cái gì tứ cây như thế nào đó,
Sóng gió ở đây mình muốn chỉ là một sự cố, rồi ầm một phát qua nhà hàng xóm. Vậy thế nên trong cuộc sống chúng ta những sự cố nó diễn ra rất là nhiều, nhưng ai là người có đủ bản lĩnh để đối đầu với nó? Đôi khi á, khí hậu môi trường nó bất thình lình vô thường mà quật một phát cái cây bật gốc. Người đang sống như thế mở mắt ra chúng ta thấy họ không còn. Cái chuyện sóng gió là chuyện không như ý muốn, nó làm cản trở đi bước đường đi của chúng ta, cản trở cái sự thăng tiến của chúng ta, làm chúng ta cảm thấy khó chịu và bực bội. Mà không phải là sự cố không đâu, đôi khi những lời nói của chúng ta làm người khác cảm thấy khó chịu nữa, mà chính lời nói nó cũng tạo nên sóng gió nữa. Như thế nào là lời nói tạo nên sóng gió? Mấy bạn cảm nhận được như vậy chưa? Có lần có cái cô này, cô lên xe buýt, ông thấy đứa con vừa bước lên chiếc xe một cái, ông tài xế này: trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy đứa con nít nằm ở xấu như con bà, sao không thể nào chấp nhận được. Bà này bà cũng tức lắm, ấm ức. Mà ông tài xế nó lớn trên người xung quanh nghe được. Cái cô ngồi kế bên đó: tôi không bao giờ chấp nhận cái ông tài xế này, người gì đâu mà không có lịch sự, nói năng mà miệt thị con người ta như thế. Chị đưa con khỉ đẹp ấy cho, nên chị chửi ông ta một. Ông tài xế đó ông chê con bé này xấu quá. Thì cô kế bên cổ đồng cảm, thì cổ mới nói rằng là: tài xế gì đâu mà không có lịch sự, không có phép tắc, không biết tôn trọng người khác. Chị đưa cái con khỉ này em bế cho, rồi đi lên chửi cho ông ta một trận. Cũng cái câu nói đó thôi làm cho người ta cảm thấy ấm ức, mà cũng có những lời nói làm người ta cảm thấy ấm lòng. Từ ấm ức cho đến ấm lòng, từ cái ngôn từ chúng ta giải quyết được mọi vấn đề, và cũng từ lời nói làm nên đổ bể mọi thứ. Trong cuộc sống mà, lời nói phải thật là khéo. Cho nên có những lời nói, có những việc làm, nó làm cho chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, và cũng có lúc làm nên thất bại. Mấy bạn thấy á, đôi khi chúng ta mở miệng ra đã gặp rắc rối rồi. Vì vậy cho nên các vị thiền sư mới nói rằng là hãy ngậm miệng lại cho nó lên móc như cây quạt mùa đông. Cái miệng mà ngậm lại cho nó lên móc luôn á. Mà cây quạt mùa đông thì không sử dụng. Đôi khi có những lúc chúng ta cần phải im lặng. Và những lúc im lặng đó nó có thể cứu lấy chúng ta, cũng như cứu lấy sự sống của chúng ta. Làm sao như thế nào để mình nói rằng là khi im lặng nó cứu lấy sự sống chúng ta? Mấy bạn biết có một lần mình biết được câu chuyện á, có cái anh này ảnh ở cái chỗ bên xe Mỹ Đình. Và anh ta mặc định được rằng là ngay chỗ bến xe Mỹ Đình Hà Nội là diễn ra cái chuyện cướp bóc lừa đảo rất là nhiều. Các bạn ý thức chỗ này nha. Cái này nói tuy là nó là câu chuyện nhưng cũng là bài học cho chính mình đó nha. Thì ngay lúc đó đó, anh ta mặc định trong đầu rằng là sẽ không nói chuyện, không tiếp xúc với ai hết, vì ngay chỗ này rất là nguy hiểm. Với tư tưởng đó cho nên anh ta đứng nép một bên chờ xe tới. Và anh ta là người du học nước ngoài về mà. Thì khi đang đứng như vậy, mấy bạn biết có bà cụ đi tới cầm miếng giấy hỏi: bác ơi, anh là chú đọc giúp bà cái địa chỉ chiếc xe này ở đâu, đi lúc mấy giờ, khởi hành chỗ nào. Anh này không chịu đọc nha, anh biết vậy anh né qua một bên. Mà cái bà này vẫn sấn tới. Và anh này quyết định không đọc, không nói năng gì hết, im lặng luôn, lùi ra phía khác. Bà ta vẫn sấn tới tiếp tục nữa. Các bạn nghĩ nha, bà ta vẫn sấn tới tiếp tục nữa. Mà anh này thấy tội, tại bà nói tới nó lui 2-3 lần. Cho nên anh này bắt buộc mở miệng. Vừa mở miệng nói địa chỉ đọc ra như thế nào, cái tự nhiên cái người nó bị đơ ra. Người nó bị đơ và anh ta cảm giác là mình đang bị mất kiểm soát. Đang cảm giác mất kiểm soát. Tự nhiên có hai người đàn ông lạ là kẹp vô hai cái cánh tay đưa đi.
Trong cái giác quan nhận thức thì anh ta biết rằng là mình đang gặp nguy hiểm. Nhưng mà lúc đó không còn cách nào hết, không điều khiển được thân mình nữa. Mở miệng nói không được, mở miệng nói không được. Và lúc đó anh ta bị áp tải lên một chiếc xe 16 chỗ, bị tháo cái băng ghế. Chúng ta đang gặp sóng gió, chúng ta đang nói chuyện mà cũng có âm thanh, nó cũng không ổn định, đang gặp sóng gió, chỉnh một lần thôi. Thì lúc đó mấy bạn biết không, đang áp tải lên xe nha, mà khi đưa lên xe, anh ta lại bị lấy cái khăn á chụp vô bụng, bất tỉnh. Trước khi bất tỉnh thì anh ta thấy có hai người nằm sẵn trên đó, một cậu thanh niên và một cô gái nằm sẵn trên đó rồi, rồi bị chở đi. Mà chở đi đến lúc nào anh không hay, cái lúc anh tỉnh dậy thì vẫn thấy mình đang được chở. Và lúc đó anh có cựa quậy ngồi dậy để chống cự thì bị tụi nó lấy cái khăn chụp vô mũi một lần nữa. Và lúc đó anh ta bất tỉnh tiếp. Sau đó tới một hơi sau anh ta sực tỉnh dậy lần nữa thì thấy chiếc xe đang ngừng. Và dùng tay kiểm tra tài sản thì còn nguyên, điện thoại, ví tiền vẫn còn nguyên. Từ chỗ đó anh ta mật định thấy rằng ở đây không phải cướp tài sản. Vào 2 năm trước chúng ta nghe rất là nhiều, 2-3 năm trước á, rất là nhiều về tin cái chuyện mà giết người, cướp nội tạng, rất là nhiều. Và anh ta mặc định thấy rằng là mình đang nằm trong vòng dây này. Cho nên á, nhìn ở bên ngoài, thấy hai đứa nó đang hút thuốc, một đứa thì đi tiểu, một cái bà già đó thì đang nghe điện thoại. Cho nên anh ta tìm cách lén tung cửa chạy, bỏ hết đồ đạc tung cửa chạy. Thì thấy đằng xa đó thì có một cái quán, người ta cũng ở đông, tung cửa chạy. Thì vừa tung cửa chạy xong, mấy những người này tung hô lên cướp cướp, dàn cảnh rằng là anh này đã cướp đồ và bỏ trốn để bắt lại. Nhưng mà anh này anh lanh trí, anh nói rằng là mấy người này bắt cóc con, mấy người này bắt cóc con, trên xe còn hai người nữa. Họ nghe không ổn, họ tức tốc, họ lên xe họ bỏ chạy, chở theo hai người còn lại. Và lúc này đã 5 giờ chiều. Thì các bạn thử hỏi, anh này ảnh thoát được thì số phận hai người kia ra sao? Lúc đó trời đã gần tối rồi, hai người kia ra sao? Vậy thế nên trong cuộc sống chúng ta thấy á, có những lúc chúng ta im lặng nó đem lại một kết quả tốt. Ví dụ như trong gia đình, vợ chồng gây lộn với nhau, thì nếu mà người này nói, người kia bồi, nó qua nó lại thì không thể nào mà cơm lành canh ngọt được, phải có im lặng. Khi chúng ta im lặng, chúng ta lắng nghe thì nó sẽ nguôi dần đi. Mà im lặng đó là một sức mạnh rất là lớn, sự nhẫn nhịn trong con người chúng ta. Bởi vậy cho nên trong những lúc á, gặp những khó khăn, những lúc đó, chúng ta im lặng nó sẽ là giải quyết được vấn đề, chứ không phải không. Nhưng mà đâu phải lúc nào im lặng cũng tốt. Đâu phải lúc nào im lặng cũng tốt. Có những lúc nói cũng gặp rắc rối, và không nói nó cũng có rắc rối, và im lặng cũng gặp rắc rối. Sóng gió mà, cuộc đời mà, làm sao được yên ổn, làm sao được bình yên. Cho nên có một lần, có hai con chuột nó khoét với nhau. Ngày nào ta cũng ra tập tạ với cái bẫy chuột cho khỏe người. Có hai con chuột nói chuyện với nhau vậy. Con thứ nhất nói rằng, ngày nào ta cũng ra tập tạ với cái bẫy chuột cho khỏe người. Con thứ hai nói, ui xá gì, ngày nào ta cũng pha bã chuột với sữa uống cho tỉnh táo. Ngày nào ta cũng pha bã chuột uống cho tỉnh táo. Con thứ ba đi ngang, không nói gì hết. Mấy hai con đó móc điện thoại ra gọi, ê mèo, hẹn mày ra bãi sau phía nhà bếp tập boxing. Vừa dứt lời, con mèo đi ngang vồ lấy ba con chuột này đem về căn cứ nhốt chung với hai con còn lại. Sau khi nhốt chung được 5 con mèo bắt ra từ con chuột, chỉ súng vào đầu nó. Con thứ nhất hỏi, 1 con 1 bằng mấy? Mấy bạn biết 1 con 1 bằng mấy không? Hả? 1 con 1 bằng mấy? Con chuột vừa trả lời bằng 2, con mèo phằng
mày biết quá nhiều, chết. Thế con thứ hai, con thứ hai cũng có hồi đó, cũng chỉ súng vào đầu nó, cũng có hồi đó. Con hai nó trả lời: không biết, thằng loại dốt nát như mày sống làm chi. Tới con thứ ba, tới con thứ ba cũng suy nghĩ kỹ và với câu hỏi đó, và nó trả lời rằng là, trả lời sao hả? À, trả lời sao? Trả lời sao? Biết thì sao, không biết thì sao? Con mẹ móc xuống đập thằng loại nguy hiểm như mày càng phải chết. Loại như nguy hiểm như mày càng phải chết. Tới con thứ tư, con thứ tư này nó rút kinh nghiệm của ba con trước, rút kinh nghiệm của ba con trước. Và nó suy nghĩ ra kỹ và nó trả lời, nó nói rằng là, nó đúng anh cũng giết, nó sai anh cũng giết, không nói anh cũng giết, và nói anh cũng giết. Vậy em biết phải làm sao? Thằng chết, mày vì tội nói quá nhiều, chả biết làm sao để cho vừa lòng con mèo. Thế con thứ năm, bây giờ con thứ năm nói gì giờ? Con thứ năm nó nhanh nhậu, nó lên tiếng, nó nói liền: thưa anh mèo, những câu hỏi hóc búa như vậy chỉ có những người lanh căn lợi trí và tài ba như anh mới trả lời được. Được, mày theo tao. Thì chúng ta thấy rằng là khôn cũng chết, dài cũng chết, nói cũng chết, không nói cũng chết. Chỉ có mấy những cái đứa mà nó định bờ nó mới xong. Không lẽ bây giờ chúng ta phải bắt chước cái con thứ năm? Tụi con muốn sống không? Hả? Vậy làm sao? Làm sao bây giờ? Không lẽ mình bắt chước cái con thứ năm để mình được sống? Cuộc đời không phải vậy. Không phải để mình dùng những cái lời xu nịnh của bản thân mình, người ta tạo nên một cái cuộc sóng gió để hại người khác, vào ép mình vào đường cùng, và mình sợ để cho mình có sự sống, và mình cũng nương theo họ, định bợ theo họ để mình được có lợi, có sự sống cho bản thân. Không lẽ chúng ta sống như vậy sao? Không, không thể sống như vậy được. Chúng ta phải sống có chánh kiến bản thân mình. Thà chấp nhận. Chấp nhận gì? Chấp nhận gì? Sao nó yếu vậy? Nói lại nha. Thà chấp nhận gì? Cô này nó chết nè, cô nói còn không có nói nha. Tự chúng ta suy nghĩ cho bản thân mình, chúng ta làm như thế nào để chúng ta vẫn sống, vẫn tồn tại và làm những việc phúc thiện cho bản thân. Khi đối đầu những cái khó khăn, những cái rắc rối, thường người ta suy nghĩ cho ai? Cho ai? Ví dụ như chúng ta bước ra ngoài, chúng ta gặp những rắc rối, gặp sự cố, chúng ta suy nghĩ cho ai trước? Cho ai trước nè? Mình suy nghĩ nha, 1, 2, 3 trả lời nè. Suy nghĩ cho ai trước? Hả? Cho mình trước hay chú này có kinh nghiệm nữa? Để suy nghĩ cho ai trước thì chúng ta nghe câu chuyện này. Có hôm đó có hai anh ảnh đi siêu rừng ảnh săn thú. Thì khi ảnh săn thú như vậy, bất thình lình đi kia càng sâu vô trong rừng thì thấy phát hiện có con sư tử nó đang tiến lại gần. Run rẩy hoảng sợ ngồi xuống. Anh thứ nhất anh móc trong túi ra đôi giày anh mang vô. Anh kế bên run rẩy hỏi: mày mang như vậy cũng đâu có chạy nhanh hơn nó. Đúng, nhưng mà tao chạy nhanh hơn mày. Đúng, nhưng tao chạy nhanh hơn mày. Khi mà sự cố diễn ra, người ta sẽ suy nghĩ cho bản thân mình trước. Đúng như vậy mà. Ai cũng vậy thế. Cái đó là tâm lý chung. Tâm lý chung. Nhưng có một người khi sự cố diễn ra, họ lại suy nghĩ cho người khác, chứ họ không suy nghĩ cho bản thân họ. Từ nhỏ đến lớn, từ khi chúng ta đối với những anh chị đã lập gia đình, thì chúng ta sẽ cảm nhận được chỉ có một con người mà cả cuộc đời của họ khi gặp sự cố họ suy nghĩ cho người khác. Hay nói rõ hơn, suy nghĩ cho chúng ta. Họ gặp sự cố thì họ liền suy nghĩ cho chúng ta, họ không suy nghĩ cho bản thân họ. Là ai ạ?
Ai ạ? Là cha, là mẹ chúng ta đó. Có một lần cái cô kia cổ đi cuốc rẫy làm thuê mà, nhà nghèo, không biết sao bị chồng bỏ rơi, cũng gặp khó khăn mà lại có đứa con. Cho nên lúc đó đó, bất tình lình bị rắn cắn. Khi bị rắn cắn như vậy, cổ không chạy đi chữa, mà cổ tất tốc chạy về nhà, ngay chỗ cái chỗ mà xay gạo á, có bỏ gạo, bỏ lúa vô cổ xay. Và cổ nghĩ rằng là trước khi mình mất, để lại gạo cho con của mình. Đây là gạo cho con của mình. Mà chúng ta thử nghĩ coi, mẹ 80 còn nuôi con 60, mẹ 80 còn nuôi con 60, chúng ta bệnh như thế nào á, người lớn tuổi vẫn nuôi, vẫn chăm sóc. Chúng ta thử nghĩ bây giờ nè, chúng ta gặp một sự cố, bạn bè chúng ta chưa hẳn có mặt liền đâu. Nếu người cha là mẹ hay tin, sẽ có ngay. Các bạn, câu chuyện của Lưu Cương mà, nghe qua câu chuyện của Lưu Cương chưa? Có không? Sao mặt đơ hết trơn vậy? Các ai nghe qua câu chuyện của Lưu Cương chưa? Lưu Cương này là một nhân vật của người, nhân vật Trung Quốc. Anh ta phạm tội cướp giật, rồi đua xe lạng lách, bị công an bắt, vô tù. Khi bắt vào tù như vậy, ở một năm trời không thấy mẹ của mình thăm. Thì không thấy mẹ của mình thăm thì những người mẹ, những người tù nhân kế bên, những người tù đồng nghiệp đó, kế bên, thấy được người mẹ, gia đình gửi vào những thức ăn thăm nom, những vật phẩm. Anh ta nhìn mà thấy thèm, và anh ta cũng viết thư cho mẹ mình. Nhưng không phải vì thèm những thức ăn đó, vì nhớ mẹ, vì nhớ cha. Thì viết rất nhiều thư, không thấy mẹ trả lời. Câu chuyện này rất là nổi tiếng, có thể một ai đó đã nghe rồi. Nhưng mà vì hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau, mình nhắc lại để chúng ta thấy rõ vấn đề ngày hôm nay. Anh ta viết rất nhiều thư cho mẹ, nhưng mà không thấy mẹ trả lời. Và lần này anh ta viết lần cuối với nội dung rằng là nếu như lần này mẹ không vào thăm con thì mẹ chắc chắn sẽ mất thằng con này. Và anh ta không phải là nói chơi, tại vì rất nhiều lần các ngục tù trại giam đã bàn với nhau cái chuyện vượt ngục. Thì lúc này, trong cái lúc mà anh ta đang bàn bạc với những các đại ca đầu trọc ở trong trại, đầu trọc đó khác đầu trọc này nha, đang bàn với những đại ca đầu trọc đó, thì bất thình lình quản giáo gọi: Lưu Cương, có người nhà gặp. Thì anh ta nghĩ ai gì, ai mà đi thăm mình. Thì khi bước ra, gặp người đó là mẹ. Vừa gặp mẹ xong, anh ta sững sờ. Chỉ có một năm không gặp mà hình hài của mẹ tiều tụy rất là nhiều, nhận không ra luôn. Không nhận ra mẹ, mẹ chỉ mới hơn 50 mà nhìn không ra. Bên cạnh mẹ có thêm hai cái bao tải nữa. Nhìn từ đầu đến chân tiều tụy, quần áo thì xốc xếch. Thì lúc đó cái anh quản giáo nói: bác, bác ngồi xuống đây đi, bác ăn tô mì này đi, rồi nói chuyện. Thì bà cụ nói: không được, cái này làm sao được. Anh quản gia nói rằng: con trai của bác trạc tuổi con, và bác cũng như mẹ của con, thì không lẽ mẹ không ăn được một bát mì của con trai nấu sao? Cho nên lúc đó bà cụ ngồi xuống ăn, ăn mà chưa, như là chưa từng được ăn. Trong lúc mẹ ăn như vậy, Lưu Cương quỳ xuống, sờ vào đôi bàn chân của mẹ mình, bụi bẩn dính rất là nhiều, và vết nứt của đôi chân loang lộ khắp nơi. Hỏi mẹ: sao mẹ không băng dép, mẹ đi như thế nào đến? Anh quản giáo anh nói rằng là bà cụ đi bộ tới. Tại sao mẹ lại đi bộ?
nhà cách đây mấy trăm dặm mà sao mẹ phải đi bộ, mà đầu đuối không, sao mẹ phải đi bộ không mang dép? Thì vừa hỏi như thế đó, những câu nói đó thì nước mắt của anh này ràn rụa, mẹ cũng nghẹn lời, hai mẹ con khóc. Nhưng mà chưa kịp để nói lên lời thì anh quản gia anh chen lên: thôi mẹ đến thăm là vui rồi, đừng có để chuyện buồn, đừng có để những nỗi buồn này nó làm mất đi thời gian, để xem hôm nay mẹ đem gì cho con trai. Vừa nói dứt lời, anh ta cầm hai cái bao tải lật úp ngược đổ ra, nào là bánh tráng, bánh đa vỡ vụn làm ba làm tư. Nhìn vô là mình đủ biết rằng là bà cụ xin những miếng bánh này dọc đường để có miếng ăn đi lên thăm con. Vừa thấy bánh đa như vậy, anh này anh lu cu anh nghẹn liền, nghẹn cứng người không nói được. Bà cụ nói: mẹ xin lỗi con đừng trách bố mẹ, không phải bố mẹ vô tình, vì thật sự gia đình không còn gì để ăn, không còn bất cứ món gì để có thể đem cho con được. Mùa màng thì thất bát, gia súc gia cầm thì dịch bệnh, ba con thì bệnh nặng, chạy chữa tiền khắp nơi, mãi đến bây giờ mẹ mới đến đây được. Nếu ba con khỏe là mẹ đã đến lâu rồi, chứ không phải chờ đến ngày hôm nay. Xin con tha thứ cho mẹ. Vừa lúc đó anh ta nhìn sang xung quanh thì thấy có một cái hũ cốt. Lúc này anh ta điến người: mẹ, cái hũ này là hũ gì? Tại sao mẹ lại đem đây? Bà cụ: không, hũ này không có gì đâu, không có gì hết. Nhưng mà anh này anh gây áp lực buộc mẹ mình phải nói. Trước áp lực của đứa con, bà mở lời: đó là hài cốt của ba con. Hài cốt của ba con. Sao lại là hài cốt? Lúc này bà cụ vừa nói vừa khóc. Vì nhớ con, vì thương con. Về ở tuổi 60, nhà xa không có tiền, ông phải xuống sông hút cát để bán cho người ta, gánh lúa thuê, gánh lúa mướn, làm tất cả mọi việc để dành dụm tiền để lên thăm con. Tiền chưa được bao nhiêu mà ông đã ngã bệnh. Cho nên ông nói rằng là khi còn sống á, ba không có lên thăm con được. Chính hy vọng mà sau khi tôi chết, bà đem hài cốt này lên trại giam cho tôi thăm nó là tôi đã mãn nguyện rồi. Thì các bạn thấy trong cuộc sống á, người cha người mẹ chúng ta đến lúc chết á, họ vẫn còn suy nghĩ cho chúng ta. Vậy mà trong cuộc sống nhiều khi á, chúng ta vì bạn, vì bè chúng ta chạy đi chơi, đua xe lạng lách, tốn kém tiền bạc. Thậm chí có nhiều người cha, người mẹ mà hàng ngày phải nhờ người thân, nhờ người khác đi theo dõi con mình, để con mình nó đi tới đâu và làm gì. Cuộc sống như thế đó. Những bước chân của chúng ta là những ánh mắt của người cha, người mẹ, chứ không phải rằng là họ gây khó dễ, ép buộc chúng ta thế này, ép buộc chúng ta thế kia. Vì thương chúng ta, sợ chúng ta gặp khó khăn, sợ chúng ta gặp sự cố, cho nên phải la, phải rầy. Cho nên người ta nói là thương cho roi cho vọt mà. Mà chúng ta ngược lại chỉ biết nghĩ tới bạn bè thôi. Ba mẹ nhờ việc này thì mình hẹn lần hẹn lựa, nhưng đối bạn bè hú một tiếng thì 5 phút sau mình đã có mặt. Cái lỗi lớn của chúng ta là tử tế với người ngoài mà vô tâm với người nhà. Cha mẹ nằm đó bệnh tật mình lại không quan tâm. Người khác đem đến mời mọc thì mình lại tiếp đãi nồng hậu.
tất cả người cha người mẹ hay là những người nào ai cũng muốn rằng tương lai mình có đứa con ngoan, đứa con tốt, mà cha mẹ mình không quan tâm, mình đòi mình có đứa con ngoan con tốt, chuyện vô lý. Chúng ta đệ tử nhà Phật mà, luật nhân quả chúng ta nắm. Chúng ta muốn cho mình có những đứa con ngoan con tốt thì bổn phận chúng ta phải chăm sóc cha mẹ chu đáo. Đó là cái nhân, và con cái sau này nó trả hiếu cho mình là cái quả. Cho nên trong cuộc sống á, chị những hai người đó khi gặp sóng gió họ mới không quay lưng với mình. Còn bình thường thử hỏi mấy bạn, gặp chuyện một cái là họ chạy mất dép mà. Bạn bè mà, bè là chỉ hùa theo thôi, cho vui thôi. Chứ nhờ lúc giải chăng chúng ta chạy xe, chúng ta lạng lách, chúng ta tét chân, trách tay, bị thương tật, thì ai là người đưa chúng ta đi bệnh viện? Ai là người bỏ tiền ra để mà điều trị vết thương chúng ta? Nhiều lúc đôi khi chúng ta để cho mẹ chúng ta phải dùng nước mắt tâm sự với chúng ta thì chúng ta mới hiểu. Bạn bè thì vô số mà cha mẹ thì có một, nói thiệt. Cho nên ba mẹ chúng ta gặp sóng gió rất là nhiều, bỏ tiền nuôi dạy chúng ta ngày hôm nay. Rồi cuối cùng chính bản thân chúng ta lại là người tạo thêm sóng gió cho họ. Họ không đòi hỏi chúng ta nhiều đâu, họ không muốn chúng ta phải làm gì hết, chỉ hy vọng rằng chúng ta lớn lên sống tốt, sống ích cho đời là họ vui rồi. Đừng gây thêm tội lỗi, đừng gây thêm những cái đau đớn nữa. Có một bài thơ thế này: cứ sống cho người khác vì sợ người ta bị tổn thương, để rồi khi quạnh mặt người bị đau nhất lại là chính mình. Khổ đau nhất chính là khi thương ai đó, khi nhớ ai đó mà không được nói chuyện, yêu ai đó đến vô cùng nhưng cuối cùng vẫn chia tay. Đau nhất là khi bạn nhận ra sự tồn tại của chúng ta, có cũng được và không có cũng chẳng sao. Đến một lúc nào đó bạn nhận ra rằng có những người chỉ ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi suốt cả cuộc đời. Chỉ riêng cha mẹ mà thôi lau nước mắt vì con lam lũ, đứng để chờ bụi phủ khắp hai vai. Thử một lần chúng ta đặt câu hỏi khi chúng ta gặp sự cố hoặc là chúng ta bị tai nạn dọc đường, chắc chắn rằng ba mẹ chúng ta là người có mặt để lo chúng ta. Chúng ta nhớ ha, chỉ có những hai người đó sẽ không bỏ chúng ta khi họ gặp sóng gió. Đôi khi cha mẹ nuôi được mười mấy đứa con đó, nhưng mười mấy đứa con đó nó lại không nuôi được. Cũng chính trong cái gia đình đó luôn, anh chị em cũng vì tiền vì bạc mà tranh chấp với nhau, mà hơn thua với nhau, tự tạo nên sóng gió. Chúng ta thấy cái tổ chim á, mẹ nó mớm mồi cho con nó ăn. Khi con ăn lớn đủ lông đủ cánh là tự động nó bay đi và mưu cầu sự sống cho nó. Nó không bao giờ quay lại bắt mẹ nó mớm mồi cho nó nữa. Nhìn lại chúng ta đôi khi nó cũng không bằng. Chúng ta lớn rồi, lập gia đình, có khả năng tự nuôi sống bản thân, và đôi khi quay ngược về đòi cha mẹ cho con thế này cho con thế kia. Mà mình thấy con chim nó không làm như vậy. Khi nó lớn nó đỡ dỗ cánh tung bay lên bầu trời, tự tìm thức ăn cho nó, cho bạn của nó, thì không bao giờ nó quay lại nó bắt mẹ phải mớm mồi, phải cho nó cái này cái kia. Nhưng chúng ta thì khác. Lập gia đình rồi vẫn quay về đòi cha mẹ như thế này. Cha mẹ thương thì cho nhiều, có điều kiện thì cho nhiều, có điều ít thì cho ít. Đứa nào khổ thì cho nhiều, đứa nào khá giả thì cho ít. Vậy mà chúng ta vẫn phân bì, vẫn đòi hỏi thế này thế kia, chi đã ăn đồng chi điều, mà hoàn cảnh thì có khác. Đôi khi nhìn ra bên ngoài thấy con chim như vậy, mình thấy mình hổ thẹn. Ở trong gia đình mà còn tranh chấp tạo nên sóng gió như thế thì xã hội làm gì không? Phải không ạ? Xã hội làm gì không? Xã hội còn khủng khiếp hơn như vậy. Thượng đội hạ đạp, người ta trên mình một bước, người ta đã tìm cách chèn ép mình. Nếu như mình
có một cơ hội hay là có một cái năng lực gì đó trội hơn là mình cũng tiêu liền. Như vậy không? Từ lĩnh vực kinh doanh, y học cho đến kinh tế xã hội. Đôi khi chụp hình cưới cũng bị cạnh tranh nữa chứ bộ. Đúng không? Ở lĩnh vực nào mấy bạn cũng gặp khó khăn hết đó. Cũng gặp rắc rối. Có bao giờ thấy thiên đàng và địa ngục đấu tranh với nhau chưa? Hả? Kể cả chư thiên ở cõi trời cũng đôi khi phải hơn thua. Và có câu chuyện vui thế này. Có một lần đó ở trên thiên đàng và địa ngục đấu với nhau giành lãnh thổ. Tranh luận với nhau rất là nhiều, tranh giành với nhau, nói đàm phán với nhau rất là nhiều, nhưng không ngã ngũ được. Thiên đàng cũng giành lãnh thổ với địa ngục, và địa ngục cũng giành lãnh thổ cho thiên đàng. Trên nó nói đất này đông, cần thêm. Ở dưới này người bị đọa nhiều cũng cần thêm. Hai bên tranh giành với nhau. Bây giờ tổ chức ra một cuộc thi. Bây giờ cuộc thi đá banh với nhau. Thiên đàng và địa ngục tổ chức một cuộc thi đá banh. Cô này có cười. Cô có tham gia không? Thì phía bên đồng minh ở bên địa ngục nó là chết rồi. Mấy anh cầu thủ giỏi nó lên thiên đàng hết trơn rồi. Cái ông này nó yên tâm. Người đừng người quên rồi sao? Mấy anh trọng tài nó xuống địa ngục hết trơn rồi. Thì cho nên chúng ta thấy ở lĩnh vực nào chúng ta cũng gặp khó khăn. Cho dù chúng ta chuẩn bị chu toàn cách mấy, nó cũng có rắc rối, cũng có chuyện bất như ý muốn. Nhưng mà khi rắc rối, khi bất như ý muốn đó, chúng ta phải giữ được tâm bình thản. Vì sao? Vì khi mà chúng ta sân hận lên với những cái bất như ý muốn đó, cảnh giới ác đạo nó sẽ diễn ra ngay. Các bạn mỏi chân chưa? Mệt chưa? Rồi chúng ta sẽ nói tiếp vài phút nữa. Cảnh giới ác đạo diễn ra ngay. Cho nên Đức Phật nói là một đốm lửa sân đốt cháy cả rừng công đức. Chúng ta bực bội khó chịu lên thì chính ngay cái hành động lời nói chúng ta mất giá trị. Ví dụ các bạn thấy những người đẹp, những người mẫu ở trên xã hội, ở ngoài đời hay trên các mạng, mà họ mà có những hành động lời nói thô thiển một cái, người ta chỉ chăm chút và chỉ trích. Vì vậy cho nên á, ngay trong những lời nói đó, ngay trong những việc làm đó làm cho chúng ta mất đi giá trị bản thân. Mà chúng ta bực bội lên nữa, khó lòng chúng ta hướng dẫn người khác, dạy dỗ con cái nó cũng không nghe. Cho nên có một lần ông Thiền sư Quốc Công. Thiền sư Quốc Công thì làm cố vấn cho một vị vua, lâu quá mình không nhớ tên. Thì lúc đó Thiền sư Quốc Công với vị vua này đang đi dạo trên núi, mà lúc đó mùa đông, tuyết phủ khắp nơi. Nhưng mà nhìn qua hướng bắc có ngọn đồi, nó không có tuyết. Thì vị vua mới thấy làm mới hỏi hòa thượng, sao cái đồi đằng đó, ngọn núi đằng đó nó không có tuyết? Thì Thiền sư Quốc Công nói là trong đó có một người nhập vào đại định. Cái hỏa tam muội trong người nó tỏa, nhiệt lượng nó tỏa ra làm tuyết không có đông được, không có đóng được. Cái vị vua nghe như vậy thích quá, trời ơi, đây là một chắc bậc cao tăng, danh tăng gì đó, cho nên mới có năng lực như thế. Bữa nào mấy bạn, mấy cô, mấy chú thử vô lên Sapa hay là lên chỗ nào lạnh tuyết rơi đó, ngồi im chỗ đó nhập định coi nó tuyết có nó đóng băng không, hay là đóng luôn chúng ta. Mà vị thiền sư này ngồi mà tuyết nó không đóng trên đỉnh núi luôn á. Thì vị vua này thấy vậy mới mời về về cung. Nhưng mà Thiền sư Quốc Công nói chưa, tuy rằng có năng lực ngồi như thế đó, nhưng cũng chưa đạt được đến chỗ cuối cùng, chưa đi đến chỗ tối thượng. Ông vua nói là hòa thượng nói làm sao á, ta ngồi thiện như vậy là tốt lắm rồi. Hòa thượng nói sao á? Thiền sư nói rằng thôi được rồi, để tôi thử cho ngài xem. Thì đúc đem về triều, tổ chức một buổi cúng dường yến tiệc, bày ra thức ăn rất là nhiều, ai cũng là thức ăn ngon, trái cây thơm ngọt. Ngay chỗ ông hòa thượng đó, cái ông thiền sư mà ngồi trong núi đó, bày cho ông ít ăn cơm, toàn là dư thừa rồi không à, nó không có được ngon. Ông này cũng cười không nói gì hết, không nói tiếng nào. Ông vua cũng nói rằng hòa thượng thấy chưa, làm như vậy mà ông này không giận, chứng rõ là cái sức định trong lòng của người ta rất là tốt. Thiền sư Quốc Công á, chưa chưa, nó tức tới ngực rồi kìa, nó đang dằn đó, nó đang dằn.
đang dằn xuống. Tới hôm sau bày ra cái cuộc cúng dường và vải lụa, thì ai cũng được lụa gấm dốc tốt nhập từ Trung Quốc qua. Tới cái ông Tằng này đưa nguyên bộ cà sa bị rách đưa cho ông. Ông cũng cười im lặng, ông nói gì hết. Ông vua nói: trời ơi, hòa thượng làm như vậy tội người ta chết. Người ta tu hành mức độ vậy, đưa cúng dường cái y rách mà người ta cũng không nổi sân lên, hòa thượng mà làm như vậy tội chết hòa thượng. Trời ơi, ông tức tới cổ rồi kìa, ông tức tới cổ rồi đó, ông đang dằn đó. Thiền sư Quốc Công thấy như vậy, mà cái ông vua ông không thấy thế. Ông chỉ nhìn bằng cái mắt phàm tình của mình thôi. Thì lúc đó hôm sau cúng dường một lượt trai tăng như vậy, ai cũng xếp hàng đi lên. Thiền sư Quốc Công chỉ thẳng mặt lên: ông mặc đồ ăn cướp, đồ ăn cắp, đồ đạc đã để trong phòng, lấy hết người ta. Ông mẹ ông tức quá chị hết nổi, đập bàn cái đùng, mà tức quá đỏ mặt, học máu chết tại chỗ. Ông chết tại chỗ. Thiền sư Quốc Công dùng tuệ nhãn thấy được ông ta vừa chết, thác sanh vào cái ổ chim, ông bị rừng phía tây. Ông vua nói: hòa thượng chết rồi, chuyện này nguy hiểm quá, hòa thượng xin hòa thượng từ bi giúp đỡ giùm. Thì với tuệ nhãn của thiền sư Quốc Công thấy rằng là ông này ông thác sanh vô cái tổ chim ở về rừng phía tây, cho quân lính ra đem cái ổ chim nó về, trong đó có một cái trứng chim. Ông này bị thác sanh vô đó, bị sân hận rồi thác vào con đường súc sinh. Cho nên khi mà đem cái trứng chim nó về, thiền sư Quốc Công cầm lên chú nguyện, sau dứt lời chú nguyện đó đập vỡ cái trứng này, thì thần thức nó trở ngược lại thân xác, thì ông này ông sống lại. Câu chuyện nó như thế, thật hư như thế nào thì không rõ, nhưng mà từ đó để chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta nổi sân lên, bực bội lên, không làm được vấn đề. Một cái ác niệm nó đưa chúng ta vào ác đạo, đọa vào những nơi tâm tối hơn. Thử hỏi mấy anh, mấy chị, mấy cô, mấy chú nè, mấy bé nè, có thích chơi với người mà đụng cái chuyện gì cũng cấu cắt, chửi bới không? Không. Ví dụ như là cha mẹ sinh con ra mà đụng chuyện gì cũng la cũng chửi, tự nhiên nó cũng sợ. Mà người nào đụng như vậy, con thế này, con thế kia, nhắc nhở con từng chút, vậy mà nó nghe. Mình la, mình rầy, mình chửi bới, mình cứ nhân danh là thương cho roi, cho giọt, ghét cho ngọt con ngào, cái mình đập con mình tơi bời qua lá luôn. Ta thương mày, ta mới đánh mày, không phải. Ông bà xưa ta nói nè, dạy dỗ, dạy là hướng dẫn, dỗ là dỗ dành. Mình vừa hướng dẫn, mình vừa dụ dỗ, mình vừa dỗ dành. Chứ không phải rằng là đụng chuyện gì ha, tán cái bóp. Nhiều đứa con học hành mà học không đó thôi đó, đang cầm cái viết tán một cái muốn đi vô bệnh viện thẩm mỹ luôn. Vì thế cho nên cách dạy khéo nhất là người hướng dẫn vừa định hướng và soi dịu cho con, thì lúc đó nó mới nghe. Nhằm lúc có những lúc mà chúng ta để soi dịu cho người này, soi dịu khác bằng cách chúng ta nói những câu vui và nói những lời khiếm nhã, đôi khi họ ấm lòng, họ cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nhất là người phụ nữ á, thường là Việt Nam chúng ta đó, cái người phụ nữ là chỉ thường dính tới những cái việc này, chén bát rồi lau nhà, giặt đồ, phơi đồ, nó tề gia nội trợ đó. Ở đây có mấy anh chị nè, mấy cô chú nè, cái việc bếp núc sướng không? Không sướng chút nào, cực lắm, rất là cực. Nó không có nhiều mà nó chút mà nó mệt. Đôi khi mình làm sơ sẩy gì đó trọng về, bà chỉ có việc cơm nước mà cũng không xong đó, nhiều đó đủ nổi điên rồi. Và đôi khi chúng ta thấy những cái đó, nếu mà người chồng khéo léo một chút, nói nhỏ nhẹ một chút, nó sẽ hay hơn. Ví dụ như trong trường hợp có cái anh này, anh về anh thấy chợ em, sao em cứ tối ngày lủi thủi trong bếp hoài, nào là quét nhà, nào rửa chén, nào giặt đồ, làm như vậy em tội quá, cực quá. Ngoài thôi bây giờ bỏ hết mấy thứ đó đi, theo anh ra ngoài, ngoài kia hả trời mát, gió mát, đẹp, thôi em theo anh ra ngoài phụ anh rửa xe phải hay hơn không? Đôi khi mình nói vui như vậy để cho người ta cảm nhận được, thấy được cái giá trị của sự quan tâm.
Nhưng mà cái anh vừa rồi không biết có quan tâm hơn hay không thì chúng ta tự suy nghĩ lấy. Cho nên trong cuộc sống chúng ta giữ đời thường này á, sống là san sẻ yêu thương, sống đừng làm chuyện bất lương hại người, sống là vun đắp cho đời, sống đừng ganh ghét nói lời thị phi. Trong cuộc sống như thế, khi gặp sóng gió chúng ta đừng dậu đổ chìm leo, đừng thấy người ta ngã rồi mình đạp người ta luôn, mà tìm cách hỗ trợ. Đôi khi chúng ta cười, chúng ta nói lời từ ái để giúp đỡ họ. Đôi khi nụ cười của chúng ta sẽ xoa dịu đi những cái cơn đau của họ, giúp họ cười lên. Nhưng mà làm ơn cười chưa đúng chỗ ha, cười không đúng chỗ lấy rổ mà hốc răng. Trong cuộc sống để cho được bình an, chúng ta nên tránh sự thị phi, tránh sự nó đi và nó lại. Người ta đã đau rồi mình lại mình hỏi. Đôi khi cái hỏi của người khác nó không phải là cái để giúp chúng ta được bình an hơn, mà nó hỏi, nó thăm dò để về nó nhiều chuyện thêm. Cho nên trong cuộc sống chúng ta biết cái chuyện nào cần nói thì nói, không cần thì thôi, tránh bớt thị phi. Thì hôm nay mình chia sẻ đến với bạn, anh chị với những chủ đề sóng gió như vậy. Sóng gió thì đâu cũng có, chỉ có khi chúng ta bình tâm lại, tìm cách vượt qua. Chúng ta không né tránh nó, nhớ nha, không né tránh nó. Vì sao? Con cá sống là con cá bơi ngược dòng, chỉ khi xuôi dòng mới là con cá chết. Gặp sóng gió, gặp khó khăn, chúng ta vươn mình mà tiến lên, thì lúc đó sự sống vẫn còn, và quyền lợi vẫn còn, và hạnh phúc vẫn kề bên. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức trụ trì, kính thưa chư tôn thiền đức trong chùa An Lạc cũng như ban tổ chức, và có lời kính thưa đến với toàn thể các Phật tử và các bạn trẻ hữu duyên có mặt trong buổi sáng hôm nay. Kính thưa các bạn, trong bài hát Tình Nhớ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông có nói như thế này: tình ngỡ đã quên đi nhưng lòng cố lạnh lùng, người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang, tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy, người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây, tình ngỡ chết trong nhau nhưng tình vẫn rộn ràng, người ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn băn khoăn, người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng lại về, tình ngỡ sống xa xưa nhưng còn quá bao la. Dạ vâng, trong cái bài hát Tình Ngỡ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông đã cố gắng miêu tả lại một cuộc tình có đầy mật ngọt nhưng cũng lắm đau thương. Bởi những ai đã từng đi qua một đoạn nào đó trong cái tình trường của mình, người ấy sẽ thầm thấu hiểu bài hát này một cách trong từng ca từ rất là sâu sắc, như nói hộ lòng mình. Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng, khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mang. Và có tình yêu nào đau đớn khi biết tình mênh mang? Cũng là lúc hai kẻ yêu nhau đi về hai hướng khác nhau trong cuộc đời. Bởi vì những người trong cuộc đó đã cảm thấy chơi vơi, lạc lõng, và từ đó mà cố nhạc sĩ ông đã dùng từ mênh mang, tức là không biết chọn con đường nào là hướng đi chung cho cả hai con người. Cho đến khi những ngón tay ngại ngùng đã ru lại tình gần, như ngoài khơi gió đồng hết cuộc đời lên đên, người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng lại về, tình ngỡ sống xa đưa nhưng còn quá bao la, cứ ngỡ là đã quên nhưng bất chợt một ngày giật mình nhìn lại, những ký ức lại ùa về một cách tuyệt đẹp, vẫn còn nguyên in hình trong cái thuở quá khứ mà vốn đầy được tô đắp bởi hai con người chẳng hề phai, tưởng chừng như đã quên, nào đâu vẫn còn nhớ mãi. Cho nên buồn nhất là khi
tình ngỡ đã quên đi, nhưng lòng cố lạnh lùng. Bởi vậy, bài pháp thoại trong buổi sáng ngày hôm nay với chủ đề Như lòng cố lạnh lùng. Kẻ đào hoa ngồi im tình tự đến, kẻ chân thành gặp tình tình cũng tan. Đời sao ngộ dữ vậy? Cái người trăng hoa, đào hoa thì lúc nào cũng có bao nhiêu người bên cạnh, ngồi im thôi mà tình lại tự đến. Còn cái người sống hiền lành, chân thành, giản dị, sâu sắc mà gặp tình thì tình nào nó cũng tan. Bỏ vô ly nước cái nhìn lại mất tiêu luôn, không còn nữa. Vậy cụ Nguyễn Du của chúng ta có nói như thế này: đến bây giờ mới thấy đây mà lòng đã chắc những ngày một hai. Còn cụ Nguyễn Bính á, có miêu tả về cái nỗi đau thương trong cái chuyện tình trường như thế này: vạn lý tương tư, vũ trụ tình. Ông nói rằng khi mà cái tâm mình nó tương tư á, mà nó xa vịu vợi, gần ngay trước mặt mà tưởng quá xa xăm, mà toàn chung quanh cái trái đất của mình đang sống, nó như một cái vũ trụ mà chứa đầy cái nỗi buồn sâu sắc ở bên trong. Đó là gì? Đó là khi mà nhớ thương ai đó, đau khổ vì ai đó, cái đó được gọi là tình si. Vậy giấc mộng 10 năm đã tỉnh rồi, tỉnh rồi lại muốn mà chơi, nghĩ đời lắm nổi không bằng mộng, tiếc mộng bao nhiêu lại ngán đời. Có những giấc mộng mà khi chúng ta đã chìm sâu vào trong nó và không muốn thoát ra khỏi cái giấc mộng ấy, bởi vì đâu đó trong đó nó ứa ra một cái nụ cười, một cái hạnh phúc, dẫu là như bọt nước, như bèo trôi. Nhưng mà khi tỉnh lại rồi, nhìn lấy sự thật của cuộc đời, thấy nỗi buồn, thấy con người mà lòng như ngán ngẩm, như lại ngán đời. Nhà thơ Nguyễn Vi có nói như thế này: mưa lưa thưa hoài ba giọt, ai khóc tả tơi. Mưa ở ngoài chỉ lưa thưa vài ba giọt, mà cái người ngồi nhìn mưa lại trút đổ như còn hơn cái cơn mưa ở bên ngoài. Mà cái cơn mưa đó mà nhà thơ Nguyễn Vi nói rằng đó là mưa ở trong lòng mình như trút đổ. Cho nên như cũng chính từ anh mà em tìm gặp em, chính từ những cái đau thương, những cái mất mát, những cái sự phụ bạc, những cái sự cô đơn trống vắng, chính từ đó mà nay em đã thức tỉnh, em đã tìm lại chính mình. Chính từ anh mà em đã tìm lại chính em. Còn mà bằng không, anh lúc nào cũng cho tôi những mặt ngọt, những yêu thương, những sự nâng niu, thì chắc gì tôi đã nhìn rõ được bản chất của cuộc đời, của tình trường, của khổ đau. Giờ đây tôi đã trưởng thành hơn nhiều rồi anh à. Có người nói á, những kẻ mà đầu óc luôn minh bạch, theo ý tôi chẳng qua họ là ngốc. Bởi vì nếu trong cuộc đời, trong chuyện tình cũng vậy, cái gì mà cũng trắng là trắng, đen là đen, không thể nào lẫn lộn, và cứ lúc nào cũng tìm ra được sự thật, thì có thể nào chúng ta chính là kẻ ngốc. Cứ mãi lặng đặng thời gian cuộc đời thanh xuân của mình để đi tìm, để ghen, để hờn, để giận, để dỗi. Và cái người sầu, người khổ quay lại chính là mình thôi. Cho nên nhà thơ Xuân Quỳnh có câu như thế này: dẫu bây giờ em đã ở bên anh, chung lo lắng, chung vui buồn, mơ ước, em vẫn cứ thương về ngày trước, người yêu em thuở ấy có em đâu. Em đã từng cố gắng để tìm lại một con người mới, một cuộc tình mới, đặt họ vào trong cuộc đời em. Ấy vậy mà em lại tự mình lại nhớ nhung về cái quá khứ đau thương, về một con người phụ bạc mà em ở bên cạnh tôi mà em có bao giờ sống thật lòng với tôi đâu. Em cứ vẫn nhớ thương về ngày trước mà em quên rằng người yêu em thuở ấy có em đâu. Cho nên nhà thơ Tế Hanh có câu như thế này: em gần gũi em xa xôi, sao em như thể trăng trời trước anh,
Đưa tay tưởng với được tình, bước đi tới mãi mà mình vẫn xa. Cứ bước đi lại càng thêm một bước rời xa, tưởng chừng bước tới ai ngờ lại là bước lui. Song thiền sư Thích Nhất Hạnh á, có dạy chúng ta như thế này: thường chúng ta phải lòng người khác không phải bởi vì chúng ta thật sự yêu và hiểu họ, mà là họ khiến chúng ta bị sao nhãng bởi những đau khổ của chính mình. Rất là hay quý vị à. Tại sao chúng ta lại khi mà có tình yêu chúng ta lại bớt buồn bớt phiền đi? Bởi vì chính cái mật ngọt, cái hạnh phúc, cái một sự cô đơn nay có sự vỗ về an ủi á, có mặt của họ bên đời, chính nhờ họ mà mình bớt đi những cái đau khổ tầm thường mà ngày trước một mình có mặt. Nhưng rồi khi mà họ rời đi thì có ai ngờ đâu cái đau khổ kia, cô đơn kia lại càng tăng lên gấp bội. Duyên trần có thể dứt, không dứt nỗi tương tư. Lòng phàm có thể đoạn, không đoạn nỗi chân tình. Cho nên say mang rượu tí cay mà ngọt, say mang tình tí ngọt mà cay. Rượu uống say ngày mai sẽ tỉnh, say mang tình bất tỉnh thiên thu. Tìm đâu ra thuốc giải em ơi, khi tình yêu anh dành cho em là độc nhất. Ác gì mà ác dữ thần. Anh đã cho tôi một cái sự ngọt ngào, một cái tình yêu, một sự vỗ về, mà anh coi đó như là cái liều thuốc, uống vào rồi là quên mất đi chính mình luôn. Và gọi đó là độc nhất bởi vì không tìm được một cái liều thuốc giải. Mười mấy năm cục xúc với thiên hạ, chỉ vì người lạ mà dịu dàng với cả thanh xuân. Tự nhiên có động lực làm đẹp, tự nhiên có động lực ra đường, tự nhiên có động lực lên Google tra nhà hàng nào ngon nhất tại Sài Gòn, nơi hẹn hò nào lãng mạn nhất, con đường nào mà đi hai người ngang qua mà dễ có thể tâm tình nhất. Rồi bộ phim nào nói về tình yêu hay nhất hiện nay đang ra rạp. Trời ơi sao ngộ vậy, người ấy vừa xuất hiện thôi là lòng mình tâm mình nay đã khác. Bạch Lạc Mai có câu nói như thế này: lòng người rất là yếu mềm, cũng rất dễ thay đổi, một thoáng gió lay cỏ động đủ bóp chết tất cả quá khứ. Cho nên cái vô thường trong tình cảm á các bạn, nó còn khủng khiếp hơn là cái vô thường về vật chất nữa. Bởi vì nó thay đổi trong từng tích tắc, trong từng sát na, trong từng ý nghĩ. Khi mà có ai hơn mình là người ta sẽ bỏ quên mình ngay. Một cái gió lay động một cái thôi là đủ bóp chết cả tất những gì mà chúng ta đã cùng xây dựng nên. Có chung một quá khứ nhưng mà cả hai tương lai không cùng bước nhau đi về phía trước được. Yêu là đeo gông vào cổ, là làm khổ bản thân, là mù mịt tương lai, là mất hết tiền tài, là tai ương truyền kiếp. Nó lận đận đời này rồi còn hạn kiếp sau nữa, chẳng lẽ chưa đủ sao em? Em còn muốn gì nữa? Một đám mây đen không thể che đi bầu trời xanh biếc, vậy nên đừng chỉ vì một người mà hối tiếc cả thanh xuân. Hãy tha thứ cho người dù họ không xứng đáng, nhưng một điều căn bản, tâm bạn được bình an. Cuộc sống vốn gian nan, khó cầu toàn như ý, lại chẳng ai hoàn mỹ nếu thiếu sót thật nhiều. Dù thương hay không yêu, mình cũng cần độ lượng. Cuộc sống với không tưởng, nên cố giữ thăng bằng, để tâm tư an lành, tinh thần thật thoải mái. Tuổi xuân không trở lại, nhưng vẫn phải đẹp xinh. Cho nên nếu mà mỗi ngày đón bình minh là một ngày đáng sống, chúng ta phải tự nở cho mình một nụ cười tươi như ánh mặt trời. Bởi song thiền sư Nhất Hạnh nói, chúng ta là những đứa con của thần mặt trời.
Tại sao? Bởi vì nếu chúng ta nở nụ cười tươi thì chúng ta chẳng khác nào hoa hướng dương vươn lên chào ngày mới. Cho nên người ta nói đó, chia tay không đáng sợ các bạn à. Đáng sợ nhất là khi chia tay rồi mà lũ bạn ngày nào cũng nhắc đến người yêu cũ. Bởi vì khi yêu mình quảng cáo, mình khoe quá nhiều. Đến khi chia tay thì mình giấu quá trời giấu, mình im quá trời im, đi vào một cái sự im lặng mà mấy đứa bạn của mình nó cứ hỏi anh ấy đâu, sao dạo này không thấy, người ta bận hả, sao không cùng đi với nhau nữa, sao không chịu mời anh đi ăn cho vui. Trời ơi, nghe thiệt sự là đau lòng. Hồi nhỏ sợ gặp ma, lớn lên sợ gặp người yêu cũ. Thấy anh ở đâu là em chạy mất dép rồi đó. Cho nên chưa yêu anh em còn e ngại, yêu anh rồi em muốn lạy anh luôn. Cho nên thà yêu một người đẹp trai mà tử tế còn hơn yêu một người xấu mà còn lăng nhăng. Nên mới nói tình yêu không xấu, yêu phải người xấu mới là xấu các bạn à. Tình yêu vốn dĩ cũng đẹp lắm, cũng hạnh phúc, cũng đầy những cái mật ngọt. Nhưng nếu chúng ta xui thôi, yêu chúng một người xấu thì tình yêu trở nên xấu trong lòng mình. Cho nên chúng ta chỉ mất đi người yêu chứ không có mất đi tình yêu nha các bạn. Đừng lẫn lộn giữa người yêu và tình yêu. Cho nên thỉnh thoảng á, cũng muốn hẹn hò trở lại, nhưng cứ nghĩ tới việc phải skin care bằng nước mắt thì tự nhiên giật mình tỉnh lại liền các bạn ơi. Quay về chùa con xin sám hối. Duyên trần sao con nặng quá. Bày đặt kén chọn rồi cuối cùng cũng chọn sai người. Đau lòng dữ vậy. Em đã dành cả sự cô đơn này, một mình này rất lâu rồi, bởi vì em muốn đi tìm một người xứng đáng mà không có anh nào đáng để xứng với em. Cho nên em rất ít khi yêu, nhưng khi em yêu là em yêu chúng thứ gì đâu không. Nghĩ mà nó chán từ trong mà chán ra chứ không phải là từ ngoài chán vào nha các bạn. Trong chuyện tình cảm của người khác thì tôi rất là lý trí, còn của tôi thì mù tịt. Hồi còn bé bị cấm yêu đương, cứ nghĩ ba mẹ sợ bỏ bê việc học. Lớn rồi mới biết ba mẹ sợ mình đau lòng các bạn à. Đau lòng lắm. Cho nên ba mẹ thương mà cứ nhắc mình hoài. Vô Sài Gòn nhớ tập trung vào cái việc học, tập trung lo cho sự nghiệp, lo tương lai, đừng yêu quá sớm rồi khổ nghe con. Về đây mà cơm chan nước mắt hoài vậy con. Buồn lắm. Anh ấy up story vẫn còn nhớ người yêu cũ, tôi và cả hơn chục chị sướng không ngủ được. Tưởng mình là ánh mặt trời của anh mà nào đâu, tất cả bao nhiêu ánh mặt trời, bao nhiêu vì sao, bao nhiêu tinh tú còn quay quanh anh nữa. Tưởng họ muốn nhắc, muốn nhớ, muốn thương mình mà nhớ mình không phải đâu. Mình thật là ngây thơ khờ dại. Cứ tưởng anh thích mình em, hóa ra anh thích cả thế giới loài người. Cái gì anh cũng thích, cái gì anh cũng vơ vào. Em chờ anh chủ động, không ngờ anh chủ nguyên cái động. Nguyên cái động anh làm chủ luôn. Mà anh cứ cho em những cái cảm giác rằng em là duy nhất thôi. Em rất muốn được nhìn thấy anh say một lần để xem lúc ấy anh sẽ gọi tên ai. Ủa alo, sao toàn lan hồ điệp hồng hoa đào mận không vậy trời. Rồi tôi nằm ở đâu? Trong đầu óc của anh. Người ta nói có một người vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về. Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm, hát một mình hát cho nỗi nhớ đông đầy. Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau,
đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Có một người bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta. Khoảng cách xa nhất không phải là khi ta xa nhau, mà là khi trong tim không còn nhau nữa các bạn à. Bởi vì người ta đã có hướng đi riêng rồi, người ta nay đã có nhiều sự lựa chọn rồi, và mình chỉ là một trong những sự lựa chọn mà thôi. Cho nên hóa ra tình yêu cũng là một loại phí, phí thời gian. Tốn 5 năm, 10 năm để yêu một người, giờ đây chỉ nói rằng không hợp thế thôi. 10 năm mà không hợp hả anh? Sao ngộ dữ vậy? Hợp lắm nha anh. Cố thêm một chút nữa được không? Cố quá thành quá cố. Cho nên tiếng Anh thì có 12 thì, còn đời người con gái thì chỉ có một thì mà thôi. Một thời xuân sắc thôi. Nếu mà chúng ta không tự yêu thương thanh xuân, yêu thương cuộc đời mình, yêu thương những giây phút bình an bên cửa đạo, chúng ta cứ mãi lăn xăng để đi tìm hạnh phúc từ người khác mang lại, thì chính người đó là người sẽ mang tất cả hạnh phúc của mình đi luôn. Cho nên có con đường mang tên là hạnh phúc, phải một mình vượt giây phút khổ đau, để bản thân tự tô vẽ sắc màu khi thấu hiểu vì đâu mà cố gắng. Ai cũng thế, phải đi qua cay đắng, vượt khó khăn những chặng đường gian nan, có đôi khi mắt ướt lệ tràn, bao mệt mỏi cùng muôn vàng gian khó. Ai cũng chỉ có một trái tim bé nhỏ, qua bão giông vượt sóng gió cuộc đời, mang yêu thương sẽ chia khắp muôn nơi, mới hay biết mình cũng thật mạnh mẽ. Xin gửi tặng bản thân đôi lời nhé, dù thế nào luôn vui vẻ an nhiên. Khi mà trái tim mà chúng ta trải qua quá nhiều cái cơn sốc, quá nhiều cái nỗi đau, quá nhiều cái khổ trong tình yêu vị kỷ, lúc đó chúng ta mới cho phép lòng mình được mở ra thêm những ngăn nữa, để san sẻ, để yêu thương, để biết rằng tình yêu là có thật. Không chỉ có đoạn tình trường đau khổ mà thôi, mà tình yêu kia còn bao la, còn rộng lớn hơn nhiều, khi biết sẻ chia để thấy mình còn mạnh mẽ. Nên người ta nói á, trong tình yêu á, đau lòng nhất là khi bạn nhận ra sự tồn tại của chính mình đối với ai đó. Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Các bạn đã từng có cảm giác này chưa? Nó nhạt như nước ốc, buồn không thèm nói luôn. Cho nên không phải chúng ta không hợp, mà là vì chúng ta không vì nhau thôi các bạn à. Không thể tiếp tục được nữa. Họ đến với bạn vì bạn tích cực, và sau đó họ rời đi vì bạn tiêu cực. Lúc đầu người ta đến với mình là con người rất là dễ thương, rất là yêu đời, rất là xinh xắn, rất là có đầy đủ tố chất của một người mà họ đang tìm kiếm. Nhưng khi chúng ta bước vào trong tình trường, chúng ta cứ quan niệm sai lầm và coi tình trường như một cuộc chiến. Chúng ta phùng mang trợn mắt và đấu tranh lại biết bao trà xanh tiểu tam xung quanh mình. Cho nên chúng ta biến mình trở thành một con người ích kỷ, ghen tuông, hẹp hòi và toàn là những lời nói trách móc. Chúng ta tưới tẩm tình yêu của chúng ta bằng những cái lời nói cay độc, những cái liều thuốc mà khó nhai, khó nuốt và khó có thể chữa được những cái tổn thương của những người thương bên cạnh mình. Vì vậy mà người ta chán mình, ngán mình, sợ mình, bởi vì đến với mình khi mình rất là tích cực, rời đi bởi vì mình đã đổi thay, biến thành một con người vô cùng là tiêu cực, với những cái sự ghét ghen, ích kỷ, hẹp hòi. Cho nên sư ông Thiền sư Nhất Hạnh á, dạy chúng ta trong tình yêu giống như là một cái khu vườn vậy các bạn. Chúng ta phải tưới tẩm cho lòng mình và cho người bên cạnh mình những cái hạt giống xinh tươi, những cái hoa trái của yêu thương, những lời nói dịu hiền, những cái sự mở lòng, những cái sự sẻ chia,
để cho người ta cũng cảm giác bình an khi ở bên cạnh mình, thì đó mới thật sự gọi là tình yêu, chứ không phải một cuộc tình trường đầy lâm ly bi đát. Cho nên bởi vì bạn quá hờn ghen và trách móc, khi thương anh nói anh cười, hết thương anh giống như người điếc câm. Lúc trước anh cũng mở lòng với em, anh chia sẻ với em giận cái gì, em hờn cái gì, em buồn cái gì là anh đều ngồi để nói những cái lỗi khuyết điểm của em. Nhưng mà rồi anh đã thấy em không thay đổi, không sửa và không chịu lắng nghe. Chính vì vậy mà cái tình yêu bây giờ đã rơi vào trong cái sự im lặng và điếc câm, không có thể ngồi lắng nghe nhau nữa. Cho nên tôi dắt mình đi những buổi chiều lủng lớp, anh vá xe không vá được nỗi buồn. Đó giờ dặn ai đích ít để bụng lắm, mà toàn là để trong đầu. Mình giận ai, mình hờn ai, mình không có để trong bụng, mà mình để trong đầu, trong trí não của mình. Từ đó mà cứ quẩn quẩn cái nỗi buồn, cái ghen tuông, cái trách móc trong lòng mình hoài. Anh ấy chia tay tôi chỉ vì tôi đòi chia tay anh ấy, thật vô nghĩa. Yêu gì mà ngày đầu ngày sau cứ lúc nào mở miệng ra cũng đòi chia tay. Đến một ngày nào đó người ta chia tay thật rồi thì lúc đó mới bù lu bù loa mà khóc hu hu. Rồi trách sao người ta chia tay mình, lý do rất đơn giản, bởi vì mình đòi chia tay anh ấy. Mình giỡn thôi mà ai dè nó thiệt. Thoáng nghe câu giả dối, câu chuyện em nói hơi xa vời, em lừa em dắt đôi ba lời. Thôi thôi em ơi đừng ai nấy bay, bớt miệng, chia tay, bớt bóc phốt để đời nhau bớt chuyện. Bớt điên, bớt phiền, drama ít thôi, đừng bắt anh phải bớt hiền, rớt liền. Đã trái lại còn sai, chờ gì chưa rẽ phải, what's up? Người ta tức giận, người ta hỏi mình là what's up, em muốn gì hả em? Chia tay là xong, không nên đi theo style lòng vòng. Anh không thích dài dòng, em bớt ồn ào đi được không? Bye bye, không mong nỗi nhớ không tới. Bye, không thương nước mắt không rơi. Bye bye, hết yêu là hết trông đợi. Buông thôi em ơi. Nó cũng là nhạc mà nó lạ lắm. Bởi vậy, phải gọi em là hắc bạch vô thường, vì gặp em là anh biết mình đã tới số. Yêu chúng một người nhõng nhẽo, hờn ghen, trách móc, mình cũng bảy nổi ba chìm với họ luôn. Cho nên phụ nữ là những cái cảnh sát điều tra cấp cao, họ biết tất cả chứng cứ nhưng vẫn cần lời khai. Nếu bạn thành thật mà khai khẩn thì may ra còn sống với cô ta. Cho nên á, người phụ nữ á, các bạn đôi lúc mà khi mà ghen tuông, khi mà hờn trách á, là còn hơn là FBI của Mỹ nữa. Cái chuyện gì cũng biết cả, một cái ánh nhìn, một cái liếc mắt, một cái cục cựa thôi là mình đều hiểu ý được rồi. Cho nên nếu mà tình yêu rơi vào trong tình trạng như vậy thì kết thúc, chia tay đó là lẽ tất nhiên thôi. Bởi vì chúng ta luôn sống trong sự sợ hãi trong nhau, thì lấy đâu ra hạnh phúc cùng nhau. Cho nên sau khi chia tay á, thứ vụn vỡ nhất người ta nói đó là gì các bạn? Đó chính là niềm tin. Người ta nói khi hết yêu rồi, mất niềm tin vào con người luôn, mất niềm tin vào tình yêu luôn. Các bạn ở đây có vậy không? Trong quyển mà Nhân Sinh Nếu Chỉ Là Như Lần Đầu Gặp Gỡ có nói như thế này: hãy nhớ sự ấm áp của ánh dương, quên đi sự lạnh lẽo của mưa gió. Hãy nhớ sự ngọt ngào của trăng tròn, quên đi sự cô độc của trăng khuyết. Nhớ kỹ hàng ngàn điểm tốt của anh ấy, quên đi rất nhiều cái xấu của anh ấy. Hãy là một người biết cảm ơn, như thế có lẽ mỗi một ngày đều có thể có được vẻ đẹp như buổi ban đầu. Cho nên còn sống, còn yêu, còn thương, còn bên cạnh nhau ngày nào thì chúng ta hãy nâng niu và trân trọng từng giây phút mà người ấy đang có mặt trong mình. Còn nếu người ấy có một người tốt hơn, đẹp hơn, xinh hơn và có sự lựa chọn mà người ấy cho rằng là đúng đắn, thì mình cứ bình thản và để cho người ra đi tìm con đường hạnh phúc của chính họ mà thôi. Còn mình vây về dưới mái chùa,
với yêu thương, với lời kinh, tiếng kệ mà ăn năn sám hối. Và soi sáng lại cuộc đời mình, chính mình. Khi nào mất đi hết tất cả rồi, cái còn lại mà các bạn quên, đó chính là chính mình. Cho nên khi người khác unfriend á, thì Facebook nó không có thông báo cho bạn biết. Cả biết tại sao không? Bởi vì Facebook sợ bạn đau lòng, cho nên không có thông báo, âm thầm thôi. Nhưng mà khi bạn unfriend người khác á, Facebook sẽ hỏi bạn có chắc không, vì sợ bạn sẽ hối tiếc. Cho nên đời buồn đâu phải vì yêu, tình buồn đâu hẳn đã nhiều khổ đau. Đôi khi ý hợp tâm đầu mà duyên không nợ, lệ sầu giăng mi. Buồn đến nỗi mà sư ông thiền sư Nhất Hạnh á có nói như thế này: tôi bưng mặt trong lòng hai bàn tay, có phải để khóc đâu anh. Tôi bưng mặt để giữ cho ấm áp sự cô đơn, hai bàn tay che chở, hai bàn tay nuôi dưỡng, hai bàn tay ngăn cản sự ra đi hờn dỗi của linh hồn. Buồn đến nỗi mà biết rằng người đã lấy đi cả tâm tư, tâm hồn và cả linh hồn, cái lẽ sống của mình ra đi luôn. Và bây giờ chỉ còn lại chính đôi bàn tay của mình ôm lấy mình vào lòng ngay một góc, tự ngay chính chỗ đó, chỗ nào mà cô đơn nhất, buồn nhất, đau khổ nhất, thì ngay chính đó chúng ta vội vàng thức tỉnh ngay. Bởi vì không có khoảng thời gian nào mà tệ cả. Nếu chúng ta có một tâm hồn quá tệ, một cái suy nghĩ quá tiêu cực, nếu chúng ta suy nghĩ tích cực lên thì chỉ cần đứng dậy còn thở là còn gỡ. Tất cả tình yêu, tiền tài, địa vị, danh vọng, nó chỉ là một áng mây bay thoáng qua cuộc đời mình thôi. Và cái chuẩn bị là gì? Chuẩn bị một tâm thái để đón nhận nó, thì người ấy sẽ có được bình an ngay chính ngay phút giây mà đau khổ nhất. Bạch Lạc Mai có câu nói như thế này: năm tháng như nước, vá ư vội vã, một số câu chuyện còn chưa kịp thật sự bắt đầu đã bị viết thành ngày hôm qua. Một số người còn chưa kịp yêu nhau thấm thiết đã trở thành khách qua đường. Bởi vì từng là lễ sống đời nhau, giờ là nước mắt niềm đau. Cho nên đôi khi á, không có nhắn tin á, thì thấy nhớ, mà nhắn tin á, thì không biết phải nói gì. Các bạn ở đây có ai đã từng vậy chưa? Chẳng lẽ hỏi anh đang làm gì đó, anh đang ở với ai, anh ăn cơm chưa, anh ngủ chưa? Hoài thì nó quá chán, mà không biết sưởi ấm cái tình thương mình bằng cách nào. Người ta nói sự quan tâm của mình bây giờ là làm phiền, biết vậy mà chẳng biết làm sao để nuôi dưỡng cái tình cảm trong nhau. Cho nên nó nhạt mà nhạt đến vô cùng. Lâu lâu chúng ta phải đi tắm biển để cho nó mặn hơn một chút. Rủ anh ấy để cùng tắm biển luôn, để sưởi ấm tình yêu, chứ không nó nhạt quá. Cho nên thà dùng màu đen để vẽ lên tất cả còn hơn vất vả pha trộn để rồi kết quả vẫn màu đen. Cố gắng rồi mà biết kết thúc nó không còn là tốt đẹp nữa, thì đôi khi sự dừng lại cũng là tự thương lấy cuộc đời mình, chính bản thân mình, và cứu lấy cái thanh xuân ít ỏi của mình. Cho nên ta chẳng thể cười hai lần trước một niềm vui đã cũ, nhưng lại khóc thật nhiều cho một chuyện buồn đã qua. Sao ngộ vậy? Sao cứ hay dị quá, bít cà bu. Vì sợ họ không ổn mà em nén vài lời, vì sợ họ thương tổn em để mình chơi vơi. Sợ họ thương tổn, sợ họ đau, họ khổ. Họ nói rằng không có tôi, người đó sẽ không còn thể tiếp tục sống nữa. Và vì cứu vãn tình yêu bằng sự có mặt của mình, mặc dù mình chẳng còn niềm vui hạnh phúc gì nữa, mà để mình chơi vơi lạc lõng, bao dung với người lạ, ích kỷ với bản thân, xin lỗi chính mình nhé, quỳ vên chẳng ân cần. Có những mối quan hệ các bạn đau lòng đến mức mà phải xa nhau rồi mới biết đó là tình yêu. Cho nên sai lầm lớn nhất của mình á
là đã quá bi lụy vì yêu các bạn ạ. À. Và sai lầm thứ hai là đã yêu mà vứt bỏ chính bản thân và lòng tự trọng của mình. Buồn nhất là khi bi lụy một người nào đó mà quên cả cuộc đời mình luôn, quên rằng mình cũng có những giá trị đáng sống như bao người khác vậy. Cho nên lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng, chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh à. Cho nên tại sao đôi lúc mình hùng dũng, mình mạnh mẽ, mình kiên cường, nhưng đôi lúc tại sao mình lại yếu mềm đến là chiều người ta cho có một cây kẹo mà bạn đã quên cái tát người ta vừa tặng sáng nay, mới cho mình ăn vài cái tát mà tự nhiên chiều cái những lời ngọt ngào em đưa anh đưa em vào những cái lời trăng hoa là mình đã quên ngay những cái tổn thương, những cái mất mát của mình có liền. Cho nên nắng hoàng hôn ai tô mà đỏ, tình cảm này ai tỏ mà vương, biết rằng ta chẳng thể chung đường, sao cứ thương người nợ em năm ấy. Người ta có món nợ ân tình đôi khi còn chưa trả xong, đã làm mình lên bờ xuống ruộng mà em cứ mãi vấn vương cái cục nợ đó vào trong đời mình vì một chút thương thương nhớ nhớ. Tình nhân quên với đau thương, kẻ si tình biết vô thường vẫn say. Cho nên người ta nói á, cái người mà si tình á, nhìn hai con chó chạy ngang thôi cũng thấy lãng mạn. Cho nên cái người tình nhân á, quên mà quên gì? Quên với cái đau thương của mình luôn. Cái vết thương của mình còn đang ê ẩm chưa lành đây, mà vì một chút tình si mà quên rằng mình có cái vết thương lòng chưa trị xong mà đã vội vàng mở lòng để đón một người mới bước vào trong cuộc đời mình rồi. Cho nên kẻ si tình biết vô thường rồi đó mà vẫn say vì một sự cố chấp. Cố chấp mình và cố chấp vào chính mình, tưởng rằng mình cũng mạnh mẽ như bao người, nhưng mà khi đổ vỡ rồi thì lại thấy mình sao nhỏ bé đơn côi. Thế bao quý khách vừa gọi, suốt đời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng xó sổ gạch tên, lãng quên đi tất cả lêu lêu. Cho nên các bạn phải nhớ, cười người chớ dại cười lâu, cười hết hôm trước hôm sau lấy gì cười. Cho nên vui lên đi cô gái à, chúng ta vẫn còn xinh đẹp lắm, tém tóc lại cài cho mình một chiếc nơ xinh, rắc xe máy ra đường và hiên ngang bước tiếp. Mắc gì mà chia tay xong phải buồn, bộ lúc yêu buồn chưa đủ hả các cô gái? Cho nên người với người vốn không nợ nần nhau, người khác bỏ ra cho bạn là vì họ thích như vậy, còn bạn bỏ ra tình cảm của mình cho người khác là bởi vì chúng ta tình nguyện mà thôi. Cho nên đã là tình nguyện rồi thì không còn gì là luyến tuyết. Cho nên đến một ngày nào đó em sẽ hạnh phúc mà bước qua ngày bão tố, cuộc đời lại nở hoa. Sư tặng bạn cái câu nói như thế này để các bạn làm hành trang đi vào trong cuộc đời. Đường đời này lắm trong gai, nếu không mang dép thì ta mang giày. Không chọn hướng đi này thì chọn hướng đi khác. Nếu mà mang dép thấy không thoải mái, thấy bị gò bó đau chân thì hãy mang chiếc giày vào. Đôi khi là Bata hoặc là giày Adidas hay là Nike hay là một cái hiệu giày gì đó, mang lên vào chân mình cho thật chất và hiên ngang bước tiếp. Cho nên không có người yêu á, nhưng mà có nhiều người yêu. Không có người yêu mình, nhưng mà chung quanh mình ai cũng yêu mình. Chứ đi tìm một người yêu thì lẻ loi dữ lắm, buồn dữ lắm, khổ dữ lắm. Nhưng mà thấy rằng chung quanh nếu mình sống lạc quan, yêu đời hạnh phúc á, thì ai cũng yêu mình và họ cũng là người yêu. Và vì sống được cái tâm thái đó cho nên không bao giờ cảm giác cô đơn. Có ai muốn một mình mà sợ cô đơn không?
cái người mà lúc nào cũng thấy chung quanh mình đều có những giá trị yêu thương, có những người rất là thương yêu mình, thì không bao giờ cảm giác cô đơn đâu các bạn. Khi nào biết yêu lúc đó mới cô đơn. Còn lúc xưa mình còn nhỏ, mình ngây thơ hồn nhiên, mình cũng ở một mình, có ai bên cạnh đâu, ấy vậy mà cái cảm giác trong lòng mình có đâu. Cho nên cô đơn cái tồn tại khi mình quá đặt nặng cái người ấy trong lòng mình, nên cảm giác cô đơn mới xuất hiện. Cho nên order một chút bình yên, để tâm không động, để lòng không si. Cho nên thật ra các bạn là không có ai sai cả. Duyên phận đã định, cho đến khi không thể trốn tránh được, lúc đi không cách nào níu giữ được. Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý. Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn. Đức Phật của chúng ta đó, Ngài luôn nhắc các hàng đệ tử của mình, thời thời khắc khắc trong từng phút giây, trong cái chuyện sống giữa thế thái nhân tình, tất cả mọi thứ tình yêu, hôn nhân, gia đình hay là công việc hay sự nghiệp, tiền tài, danh lợi hay địa vị hay những bóng hào quang trước mặt mình, phải lúc nào cũng trang bị cho mình một cái vũ khí, đó là tùy duyên. Cái người nào biết tùy duyên thì tất cả những vinh hoa, sướng khổ, buồn vui, vinh nhục trên cuộc đời này có đến ngang trong cuộc đời người đó cũng không thể nào đủ sức nhấn chìm họ, bởi vì họ sống với tâm thái đầy sự hiểu biết, nhìn sâu và thấu hiểu. Người ta thấy rõ được vấn đề rồi thì lòng sẽ không khổ nữa. Cái khổ của chúng ta là bởi vì chúng ta trình chưa ra, chúng ta chưa thấu, chúng ta chưa biết rằng đó là cái duyên, là cái nghiệp, là những cái mà chúng ta phải trả giá cho những cái quá khứ sai lầm. Bởi vì chúng ta cứ đổ lỗi, cứ trách móc, cứ hờn, cứ ghen, cho nên chúng ta chưa thật sự một lần nào đó quán chiếu đó là nhân duyên. Và sống được với nhân duyên thì người đó sẽ không còn khổ nữa. Cho nên chúng ta luôn thích nhìn những cái thứ đẹp để đã bỏ lỡ, coi thứ không có đẹp đẽ ở bên cạnh của mình lại xem nó như là bảo vật, mà bỏ qua những thứ vốn đã có sẵn. Cho nên mới hạnh phúc nó đơn giản lắm các bạn à. Nó là khi chúng ta có mặt trong phút giây hiện tại. Cho nên khi mà không có ai ngay từ khi bắt đầu đã biết thích uống chén trà nào, chỉ có nếm hết trăm cái loại trà chúng ta mới biết mình hợp với cái vị trà nào thôi. Trong cuộc đời chúng ta phải lên bờ xuống ruộng, phải thăng phải trầm thì chúng ta mới biết rằng cái gì sẽ mang lại hạnh phúc cho chính ta. Cho nên hãy coi nó như một sự trải nghiệm bình thường, sướng khổ, buồn vui, vinh nhục. Được như vậy thì chúng ta sẽ thênh thang phận bèo bao quảng nước xa, lên đên đâu nữa cũng là lên đên. Cho nên cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là con sóng mơ hồ. Nếu chúng mình đừng tiếc nuối ân tình, yêu cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Mà vỡ nát trong giấc mơ dài là cái giấc mơ mà nó kinh khủng nhất, bởi vì nó đang trên bờ sụp đổ từng ngày từng giờ, nó vỡ nát từng mảnh vụn ra mà mình vẫn cố gắng bám víu từng hơi thở thoi thóp để giữ lấy một giấc mơ, rồi biết rằng nó cũng sẽ tỉnh lại mà thôi. Cho nên hồng nào mà chẳng có gai, chỉ vì đẹp gái nên trai theo quá trời. Có một chút nhan sắc, có một chút hồn nhiên, ngây thơ, cuộc đời mình đôi khi chính vì vậy mà cũng lặng đặng theo. Thầy bói nói do em bị cận nên lặng đặng tình duyên thôi. Cho nên ai cũng nói yêu xa dễ chia tay, thật ra yêu xa hay yêu gần thì cũng vậy, hết yêu là chia tay thôi. Xa mặt cách lòng, xa lòng thì hết cách. Người ta nói là gì? Bỏ tay chấm cơm, hết cách chữa. Cho nên đừng hứa đừng thề, hãy để mọi thứ tự nhiên. Lời hứa có thể làm ta buồn, lời thề có thể làm ta đau. Vì vậy hãy thật lòng với nhau là đủ. Bớt thề thốt lại, bớt hạn ước lại, bớt cho mình những cái dao kèo lại. Bởi vì nếu mà chính nó mà không làm được thì chúng ta coi nó là một cái sự
sai lầm, một sự mất mát. Chúng ta nhớ về cái lời hứa chưa vẹn mà đau lòng nhất cũng chính là ta. Cho nên khi đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ đông đầy. Hãy gọi nhau là người thương thôi, đừng gọi người yêu vá vội. Khi mà đủ thương yêu thì hạnh phúc sẽ có mặt. Và khi mà người đó đầy đủ sự chín mùi thì chúng ta sẽ đến với nhau như những người tri âm tri kỷ trong chuyện tình yêu thôi. Đơn giản là vậy. Cho nên mấy anh mà bây giờ đó, hay cứ cái kiểu mà khi nào còn thở là còn yêu em, mà em nào chứ không phải mình, nó ngộ lắm. Hai ba con mực, anh yêu em cực, ba chai tăng lực, yêu em căng cực, không cho em bực, yêu em liên tục, yêu em quanh năm, yêu em vô cực. Sao hay da dẻ quá. Cho nên em xinh như bông hoa, ngàn người muốn hái, tính tôi tự ái nên bê cả chậu hoa. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đông đầy. Em không cần nhiều người theo đuổi, em chỉ cần người em đuổi mà vẫn theo. Cái người đó mới là cái người thật lòng với mình. Em nhất định phải tìm được một người mà ngay cả khi em block cũng tìm cách nhắn tin cho em. Lập rất là nhiều cái đích ảo để nhắn tin cho mình. Nhưng mà cái người đó thật sự là người thương mình đó các bạn à. Nghe đồn có người bảo em thích anh, em xin đính chính, tin đó em đồn. Đức Dalai Lama đó, ngài có câu nói như thế này: hãy nhớ, đôi khi không có thứ mình muốn cũng là một may mắn tuyệt vời. Có những người đi ngang qua trong cuộc đời của chúng ta đã thả thính mà cả rổ luôn, mà không dính. Nhưng mà sau nhiều năm nhìn lại, hên quá anh ấy không phải là ông xã của mình, hên ấy ông ấy không phải là người bước lên xe hoa với mình, hên thật sự. Cho nên á, cuộc đời á các bạn, đừng nhìn cái sự mất mát, nhìn cuộc tình mà không thành thì là đau khổ, không phải đâu. Đôi lúc cũng là duyên phận, đôi lúc cũng là sự an bài. 5 năm, 10 năm mà chúng ta có duyên để nhìn đến hướng đến tương lai á, thì đôi khi cái bất hạnh bây giờ cũng là cái may mắn sau này đó các bạn. Nghĩ như vậy thôi là lòng đã nhẹ đi rồi. Cho nên các bạn phải nhớ, chàng trai sánh bước bên em đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh. Hiểu được như vậy, buông là buông thôi. Em không phải gu anh, em không tin, anh đừng có dối lòng nữa. Ủa alo, 300 là 300, 208 là sao? Người ta đã nói mình không phải là gu của người ta, mình không phải là người hợp với người ta, mà mình vẫn vì yêu mà cố chấp, nói người ta dối lòng. Nên sao cứ ngon cố bà bi sắc đu 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 đu, anh không yêu em ngu 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 ngu. Quay lại chửi người ta luôn, yêu không được hận, tôi là tôi thích vậy đó. Cho nên bởi vậy đụng anh nào cũng hay kiểu: mẹ anh trồng hoa, bố anh trồng lúa, còn anh là chồng em. Em đang tập viết tình ca, hợp âm thì ít, hợp anh thì nhiều. Cho nên người ta nói em á, hãy nghe theo trái tim, nhưng bây giờ nó vỡ luôn rồi. Trái tim không còn nguyên vẹn như xưa nữa. Vì sợ họ không ổn mà em nén vài lời, vì sợ họ thương tổn em để mình chơi vơi. Cho nên á các bạn, chuyện yêu đương của tôi dạo này ra trò ghê, mà là trò hề á. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Và anh muốn hỏi em rằng chúng ta là thế nào, rồi lặng người đến vô tận, cách sao được sự tàn nhẫn. Nên không có người yêu chính thức, nhưng đêm nào cũng thất tình, sao ngộ vậy. Có người yêu chính thức đâu mà đêm nào cũng mơ, cũng mộng, cũng đau khổ vì tình. Mới dắt xe ra đường đã rớt cả chục anh, sao ngộ vậy. Mới gửi lời kết bạn mà đã tính đến chuyện trăm năm, sao ngộ vậy. Cho nên ở đời quan trọng là tìm được thứ hợp với mình,
chứ không phải tìm thứ đẹp các bạn à. Đẹp mà không hợp thì cũng vô nghĩa, mà nếu đã có thể hợp với mình thì tự khắc điều đó sẽ là đẹp. Tìm một người nào mà chúng ta thấy rằng sẽ mang lại hạnh phúc, có hiểu, có thương, thì người đó sẽ cùng mình đi hết một quãng đường dài, gọi là bạn đời chứ không phải bạn đường. Chứ đam mê vì một chút nhan sắc thì cái lòng mình sẽ khổ, nhưng mà còn lại những cái điều kiện khác thì không hợp chút nào. Cho nên mẹ cấm con có người yêu, mẹ đâu có biết có ai thèm yêu con đâu.